À, bây giờ như này, mấy mấy em nên nhớ là bây giờ đang trong cái phong trào mà người ta đang đòi đòi ombre nhiều nhất là cái gì không? Cái màu vàng này này. Ok. Thấy cái màu vàng này không? Mình đưa nó xuống này, nhớ. Đó. Cái màu vàng này là cái màu vàng bây giờ khách nào vô cũng đa số hỏi làm ombre cái màu vàng và màu nude. Lâu có được cỏ của ông bác. Nè, kéo xuống nè. À, cỏ nó bây giờ hình như là cũng đang bị cháy cỏ hết cỏ rồi. Khoảng chừng một tháng nữa sẽ có ra một số cỏ mới rất là tốt. Cái lông đó là Lông cỏ chồng lông tròn nào hoàng, không? chứ không phải là lông lông ai hết. Cái Ôm nó lại này ha, nhớ này đó, ôm lại cái màu vàng đó, cái màu vàng, cái màu nude là cái màu đang 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 được khách hỏi nhiều nhất. Lấy hai cái xếp cho nó gọn lại này, vàng này ha, 30 33 53. Mà anh thử anh đắp mấy thằng sao lịch 15 này coi coi nó ra như thế nào. Sao lịch 15 này, này. Để ngay lên đây này ha. Để nhẹ màu sát vào đó, để sát vào cuticle ha. Là mấy em kéo nó xuống. Ok. Nè. Thấy cái nhỏ cái cọ không? Nó cái đầu của nó nhỏ 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 vậy đó. Nhưng mà nó chui vô trong mấy cái góc này nó làm nó dễ sạch, nó gọn hơn, đẹp hơn. 14 à. Còn số 12. Còn này số 12. Hello Hannah, hello Hannah, em khỏe không? Lisa Rodriguez, hello, how are you? Bột chi rồi bao nhiêu một hộp? Chi Bích Nguyễn ơi, ngày hôm nay anh đang sale là 12 đồng một hũ. Chỉ có ngày hôm nay và ngày mai thôi, trong supply này thôi nha, chứ chỗ khác không có. Thì cái giá của nó là good cho ngày hôm nay và ngày mai, cái giá của nó là 12 đồng. Nếu mà em lấy hết một line luôn á, là anh để cho em 11 đồng thôi. 311 đồng. Nếu mà lấy hết một line thì chắc free shipping được rồi. Yeah. Cái số điện thoại là 586-722-7272. Thì những bạn nào mà đang ở xa hay ở đâu đó có những nhu cầu đó, thì gọi cho David dùng cái số điện thoại đó nha. Thì chỉ có giá chỉ có ngày nay và ngày mai thôi. Là cái giá nó hơi mềm đó, thường thường ít khi nào mà bán giá mềm vậy lắm. Nè, được cục thứ hai nè. Ủa lúc nào cũng hai cục hả? Lúc nào cũng hai cục hết em. Đừng có bao giờ lấy một cục, hai cục em kéo nó xuống nè. Kéo xuống nè. Đúng rồi, cái mu nó phải cao. Rồi, cái mu nó phải cao em ơi. Mu mà không cao không đẹp đâu. Em nhớ là nhìn ngang qua phải thấy cái mu mình nó cao lên như vậy là mình nó phải nhìn nghiêng thôi nha. Tôi nhìn thẳng. Nhìn thẳng thì không thấy cái mu đâu, nhìn thẳng không thấy cao cái mu. Phải nghiêng qua thì mới thấy cái mu. Cái cao, phải lấy cái cao như vậy thì nó mới đẹp. Mấy bạn nhớ không? Phải nhìn hoài. Chưa. Anh nhìn hoài á. Vậy mà không có nổi đâu. Anh nổi luôn đó. Anh hay nghiêng qua một bên anh nhìn lắm. Richard Ricali cái nói bậy quá. Vậy mà khó nghe chết. Bao nhiêu một bộ? Chị Bích Nguyễn, bao nhiêu một bộ của nó là nếu mà em lấy là 311 màu là 11 đồng một hũ. Free shipping cho em luôn trong nước Mỹ. Đó. Đó. Thì cái giá đó rẻ lắm, đâu khi nào mà bán giá rẻ gì đâu. Đó. Thì đâm ra là ngày hôm nay có cái giá đặc biệt đó, những bạn nào có cần thì gọi lại cái số đó lấy liền nha, ngày nay và ngày mai thôi. Chúng tôi là nó là không còn cái điều đó nữa. Này, bắt đầu làm gì làm mày bỏ cái bột clear đây. Clear là số máy nha. Clear nó là chữ clear không mà không có số. No số. Này, bạn kéo xuống này ha, kéo xuống này ha. Đó. Không cần lấy lên cuticle. Không cần lên cuticle. Tại vì cuticle nó là màu hồng cho nó rồi, anh đâu cần đâu, anh chỉ cần khúc này thôi, là quan trọng nhất là cái khúc mà hai cái nó ôm lên với nhau thôi. Hai chỗ mà cái màu dính lẹo á. hai cái màu dính lẹo. Đó. Thấy chưa? Thấy cái màu vàng mà cái màu nào. Thì đâm ra là cái màu này á, nó đi chung với tất cả rất nhiều màu khác. Cái màu solid 15 này nó giống, nó đi vào cái màu trắng hồng rất là đẹp. Đi trắng hồng rất là đẹp. Nó đi chung những cái màu nhẹ nhàng như vậy rất là đẹp này. Cực kỳ đẹp luôn này ha. Rồi bây giờ mình móng như vậy, làm sao làm việc, làm cho em như Quỳnh. Người ta là professional mà. Là bây giờ mình sẽ làm solid super white và làm cái màu xanh này mình sẽ quay này. Mà mấy bạn để ý mình sẽ quay này nha. Đây. Xuống nhấn cho mấy bạn ngoáy này. Nó cái này. Ngoáy này ha, những bạn được chú ý này, màu mình liquid thì mình lấy nhiều, đúng không? Liquid phải lấy nhiều đâu. Hello Annaland. Solid 15 and the orange, richly. Yeah, you can do that. Solid 15 and the orange, you can do that too. That work well too, same thing. Earlier it was yellow. Solid 15 and yellows. Okay, now 15 super white này. Green nè, hạng ở đây cái này không, bắt đầu em ngoáy nè,
Ngoáy kia. Ngoáy một vòng này. Ok. Không ngoáy hai vòng này. Không ngoáy không? Đi bịt vàng là hay ha. Thấy không? Thấy chưa? Phải ngoáy. Hay. Ừ. Ngoáy là phải biết chỗ nào thọt vô ngoáy mới được chứ ngoáy không được nó ra đâu đó. Để ngay giữa phải không? Ở ngay giữa, để ngay giữa mà ngoáy là ngon. Để ở trên đầu đâu được phải không? Không được. Đúng rồi. Ngoáy là có cái phần đại hoạt, đúng rồi. Nè làm lại nữa nè. Rồi cho em chút xíu một vàng ngay đây nè. Ngoáy là phải có kỹ thuật đàng hoàng. Đó, mới ra đúng không các bạn? Nè, đưa nó vô hàm vậy không? Đó. Đây, vào đây nè. Chị kia chị nói anh quậy sao hay quá, chứ quậy không có ra. À, chưa có kinh nghiệm. Tại vì không biết máy nó có ra được, phải biết máy nó mới ra. Có gì nói chị ngoáy rít mà chạy bên luôn rồi không ra luôn nè. Ngoáy rít chạy. Mày đi chạy chết thùm lum hết ra. Ờ chị ngoáy rít thùm lum hết hả? Vậy là chưa biết máy. Ờ vậy là không rồi phải gặp đây biệt một lần để biệt chỉ cho ngoáy. À, cái màu nó dễ vô, anh thấy dễ thương không? Là giờ anh vô lại này, màu trắng tiếp này. Thấy không? Và màu xanh này. Okay. Anh thả lên trên đây lại nè. À, mình máy nhẹ đây một cái nè. Rồi mình kéo nó xuống này theo. Thấy giờ. Bởi vì mới nói là động tác á, động nhẹ nhàng thôi, đừng có làm mạnh tay quá. Bạo lực quá thì nhiều khi máy nó không ra mà nó banh hết trơn à. Bởi vậy mới nói, thấy không giờ? Không nhớ nói, là nó mà bà kia ngồi phê quá. Im luôn. Người ta đang phê mà. Nghe chứ ngoáy không nó phê rồi. Trời. Mình nói mình ngoáy không mà mơ đồ ngồi phê luôn. Nổi tiếng đây mà trời. À, nổi tiếng ngoáy đó hả? Nổi tiếng ngoáy mà chịu nổi nữa chết rồi. Bà nói tôi ngoáy dữ lắm mà sao không ra kiểu như đây. Giờ là về phải coi ống lại coi như thế nào. Đó, bây giờ nhớ mình làm á, mình cho chút xíu kim tuyến vào thôi, nó cái đó nó sẽ thay đổi những cái design của mình. Em thấy bỏ cái flex vô đẹp lắm anh. Cái flex cũng đẹp nữa. Ừ. Tùy theo cái có nhiều cái flex rất là đẹp. Cái flex nhẹ nhẹ cái màu vàng, cái màu cấp lợt nhớ bỏ flex vô. Nó có flex, có nhiều cái flex đẹp lắm. Đây này nó có flex cái thằng này. Đây thằng này nè. Thằng chameleon flex này, nó cũng hay nè. Nhưng mà nó có anh có này không? Có. Mới có miếng này đây. Cho em hữu luôn. Okay. Ừ. Anh cái gì có hết á. Đó, mình thả nó vào đây thôi. Sau đó mình mới bỏ cái bột clear lên trên. Nhớ bỏ cái bột clear lên trên nè. Nó không bằng cũng được anh. Hello Nguyễn Tina. Nhưng mà có đắp bột clear lên là nó đảm. Paulo Contreras, hello Chile, ok, como está? Gia Trương. Hello Gia Trương em. Kiếm bột màu này xài cho em biết rồi. Màu nào đó? Màu này là 17. Large leader 17 hả? À, có. Không có ở đây. Không có đem theo. Leader 17 hả? Có leader 17 hả? Mình có không? Mình có, ở trên đó thì có chứ. Muốn làm gì? Muốn làm dip màu đó hả? Chim 17. Lấy không? Lấy. Lấy đi rồi sẵn chịu mua cái hũ đó luôn cho. Xài cái hũ chịu luôn. Ờ, nó đầy chiếc leader GL á, GL 17. Nè, hai màu xanh nè. Mùa pho thì lấy những cái màu ấy, màu đậm. hồng, à, đậm đỏ, cam là những cái màu nó đẹp. Leader GL 17. Nó xám xám phải không ta? Nó màu đen. Đen xám xám vậy đó. À, mấy bạn thấy sau một bên này, nó màu xanh 68 này. Khỏe không? Hello Nguyễn Thina, anh khỏe. Sao anh nói tiếng Tây Ban Nha hả? Ờ Trần Hảo Hoa, anh tiếng gì anh cũng nói được. Tiếng Mẹ, tiếng gì anh cũng quốc hết á. GL 17 này. Cái màu này là clear 17, nó hơi ấy này. Đây. Cái màu này khoan đi, cái này để mình làm French đi nha. Nè, bây giờ mình muốn làm cái màu này, mình làm French nè. Mình làm French cho ngón tay này nha. Nè, lấy nước ra này, mấy bạn coi này. Ok, mình đắp cục bột này ha, ok. Các bạn thấy cái cọ không? Cục bột không? Thấm xuống này. Thả cục bột ngay đầu này. Đó. Rồi, sau đó mấy bạn đưa lên này ha, đưa lên cao rồi mình đẩy nó nha. Mấy bạn muốn đẩy cao cái nào, cao đẩy tùy theo thôi. Nè, đẩy lên này ha. Đưa vào bên đây đẩy lên lại, đưa lên lại nè. Thấy không? Thấy nó lên hay không? Đi lên nè. Đập cục từ dưới lên mới đẩy từ đẩy lên này ha. Đẩy từ dưới đẩy lên trên nha mấy bạn. Và đẩy từ đẩy bên ngoài xong rồi mình đưa vào trong. À, sau khi các bạn đưa vào trong chút rồi mấy bạn vuốt nó, vuốt đè nó chút xíu mấy bạn vuốt nó. À, vừa vuốt vừa kéo nha mấy bạn không vuốt, cái không kéo là không ra được đâu đó.
Đó, vừa đè nữa mà không đâu. Đè lấy cái bụng đè nha mấy bạn. Đó, thấy không? Hiểu không? You understand? Đó. Rồi sau đó mình vuốt rồi bây giờ mới đẩy bên trong này, mới đưa vào trong các bạn đẩy này không? Đó, các bạn đẩy bên trong đó, đẩy vào trong vuốt lên này không? Bên này cũng vậy này, thấy chưa? Đó, đẩy sát vào trong. Đó. Đó, các bạn thấy không? Thì nó càng đẩy nó càng sâu xuống thì cái đường smile line nó càng đẹp, tại vì biết sao cái móng này móng dài mà. Móng dài là đâm ra mình đưa vào trong nè, mình đưa vào trong nè, đưa trong đẩy nè. Con anh đó hả Long? Dạ. Ờ, giống y chang luôn, một khuôn luôn. Ôm nó lại này không? Ôm nó lại này thấy chưa? Cái màu đẹp á, cái màu con đẹp. Cái màu kim tuyến đẹp ha? Ồ, cái gì mà trong kim tuyến em hết đi. Tại có 20 màu chứ nhiêu. 20 màu à? Kim tuyến nhiều, tiệm nhiều lắm. Kim tuyến, kim tuyến màu nhiều đó làm mà cái vùng mấy cái vùng này. Xanh mà rất là đã dễ sợ chứ. Hello em. Khỏe không? Dạ ok. Thấy là ok rồi ha. Đó. Nè, ôm nó lại này các bạn thấy không? Ôm nó này, ôm này. Giữ nó. Mình đập nó ngay đây này, đập hai bên mình giữ nó cái thế của nó, đập cho nó đều xuống thấy không? Cái đi candy, làm lại mình, cái candy với lại cái glitter cái khác nhau cái gì? Candy nó hơi mở, nó hơi lỏng hơn, cái glitter nó đậm đạp hơn, ở nó lợt hơn chút, nó đậm đạp hơn chút, candy nó nhạt vậy. Mấy bạn thấy không? Đó, đưa cho bạn. Hello anh Nguyễn, liquid hả? Liquid của liquid nào mà Nguyễn sao là liquid gì đó, EMA. Liquid EMA đó. Thì nó em làm nó dễ đẩy hơn, còn liquid MMA em bỏ vô em đẩy được đâu, em chưa đưa đây, nó cứng ngắc hay là gì đẩy đẩy lại ngay chỗ này là cho nó cao lên chút xíu. Đây nó mỏng, muốn đẩy thêm cục nữa, đẩy nó cho nó cao. Thì nếu mà làm trong tiệm á, làm freehand á, mình làm cái small line nó ngắn, nó không làm lẹ lắm, đẩy lên cái là đẩy nó tới nơi rồi. Tại vì cái này mình làm design á, thì đâm ra cái móng dài đâm ra mình mới làm cao vậy thôi, chứ thường thường mình không cần làm cao như vậy đâu. Mình làm ấy thôi. Anh nói liquid gì anh? Hello. Liquid nào mà có nó có chứa chất EMA. EMA. Yeah. EMA. Ừ đúng rồi, nó phải EMA là ước đó vậy. Ừ, Việt Nam mình kêu là liquid chảy á, liquid hôi đó. Liquid EMA á. Nhưng mà stack bar everything okay. Thì cái liquid đó là cái liquid nó cho mình dùng mà. Yeah. Là EMA. Thì ở đây có bán nha, anh thấy ở đây có bán. Nó kêu là no MMA đó, em lấy những liquid ra em xài. Còn nếu mà em lấy liquid mà nó là MMA, nó là metal mat là đưa vô cái nó khô ngắt à, không làm được gì hết trơn. Nè, đẩy vô đấy bạn thấy không làm nó. Nha. Này quá đây đây, rồi thằng này bỏ cái Có này nè. Em thích cái thằng này phải không? Đít này hay kim tuyến luôn nè. Thằng này đi, thằng này đi. Đó, đây. Chung màu nó đẹp. À, chung màu này đẹp. Đây. Các bạn nhìn nó xuống cho nó chạy xuống nào theo. Thấy cái bọt nó vừa chạy nó đứng lại thế nào không? Tại vì thường thường á là như vậy nè. Nếu mà mình làm trắng hồng á. Lúc mà mình làm kiểu này, lúc mình không chú ý ngay chỗ này, mình làm ngay chỗ này nó hay bị bọt lắm. Nó bị cái bọt nó nằm ở trong đó đó. Thì đâm ra mình để cho bọt nó vừa chạy nó đụng cho nó đứng làm xuống là không bao giờ bị bọt hết á. Có nhiều người không biết, nó đắp từ trên đây đắp xuống luôn là một lần nó cũng bị bọt nữa. Năm nay mình phải đắp cục này trước, mình xử lý cục này xong là cho nó đều đây rồi bắt đầu mình mới cục trên game mình đi xuống thì nó sẽ không bị bọt. Đó, thấy không? Đó. Thêm cục bọt nữa này không? Đây. Mấy bạn thả cục bọt ngay đây nè, nhẹ nhàng ha, để cho nó nằm xuống đi rồi mới đẩy sát vào critical, mình vuốt nó xuống ha, đẩy sát vào critical luôn, vuốt nó xuống. Với cây cọ số 12 thôi nha, cái đầu nó hơi nhọn như vậy mình làm nó dễ làm hơn. Nó dễ đẩy hơn, nó dễ đẩy cái small line của mình hơn. Đó. Mà nó đi vô trong này em vuốt cho nó cũng dễ nữa nè, thấy không? Ai kêu anh là anh hùng xà điêu cơ? Ai đó? Oh, Liêu Liên mới ở đây nè. Nhớ Liêu Liên. Anh đi biết mấy cái này, mấy cây cỏ này á, không có cái nước để brush cái lên cây cỏ. Lên cây cỏ hả? Em mới xài mà sao nó bị cái cỏ nó khô hoài đúng không? Đang bị trụ trọng. Đúng rồi. Nhưng mà thôi, hy vọng xài thời gian đi, mai mốt anh có cái loại đó. Không bao giờ hư luôn. Một bảo em xài tha hồ luôn. Này cho em hỏi, dụ như dip gì nè, em dùng cái hiệu, dụ em dùng cái lưu của hiệu khác em xài được không? Cũng được chứ. This is matter. À dạ, yeah. Cũng được không sao. Rồi mấy dụ mà em khi mà đắp bỏ này, đắp hộp này á, em dùng cái bonder của hiệu này hay là em dùng bonder của bột? Em nào, em dùng bonder của bột cũng được đó, tại vì nó là bond thôi chứ nó có là gì hết. Nó là pH balance thì thằng bond nó giống nhau hết. Nó có cái primer chứ em lộn cái primer. Cái primer không bao giờ dùng cho bột dip được hết. Ừ. Primer là chỉ dùng cho đắp bột đắp thôi. Ừ. Nhưng mà khi mà em đắp giống như em đắp cái full set vậy nè, em chỉ là lấy cái bonder em bỏ lên thôi, em lấy cái em không, cái nếu số 1 của nó bỏ lên thôi hay là phải nếu mà em đắp liquid á, em phải bỏ cái primer vào.
bắt buộc tại vì cái bond nó không có đủ, nó không đủ bám, bắt buộc em phải có primer. Mà primer của nó primer nào xài cũng được hết, em xài primer nào cũng được hết, không thoải mái không sao hết. Ok, bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình sẽ lấy cái màu này nè, mình sẽ làm ombre cho lại rồi. Màu cam này, nãy là màu vàng đúng không? Giờ mình lấy màu cam mình làm ombre nè. Các bạn thấy màu này chưa? Nhà thả này. Nghiêng bóng xuống đúng không? Đập cho nó thật mỏng là ngay chỗ này là cái chỗ quan trọng nhất của mấy bạn này. Thấy không? Mấy bạn thấy đè không? Đè mỏng. Sau khi mấy bạn đè mỏng hai bên này, mấy bạn vuốt vô, nghiêng bóng xuống tiếp tục này. Mấy bạn vuốt nó vào này. Nãy giờ vuốt hết vào xuống dưới. Vừa vuốt vừa kéo này, mấy bạn thấy kéo không? Kéo này. Kéo từ bên ngoài kéo vào trong nha, mình để ngay chỗ giữa cho nó dày lên rồi vuốt nó vào trong này. Đó, hai bên này không? Khi mà nó ra tới khúc ngoài đầu này, mấy bạn vuốt hai bên này lại và mấy bạn chặn ngay cái đầu này một cái thì cho nó xà thẳng mà nó đều ra. Ok. Đây. Đó. Đắp vậy xong rồi có bỏ bột clear lên không anh đi? Có, lúc nào khi mà em làm bất cứ lúc nào mà em làm ombre em có bỏ bột clear hết á. Ví dụ mà em đắp chỉ là đắp cái màu thường. Màu thường em không cần. Không cần, em không cần phải bỏ bột clear. Tại vì em nhưng mà không bỏ bột clear em chả bị bay bột. Bay nó tại vì nó chưa khô á. Nó cứng ngắc luôn á. Cứng ngắc là sao? Mà nó khô. Nó bay bột á hả? Thì chạy máy chạy cục sắt nó bị bay á. Chạy cục diamond á. Em nói bột của anh luôn hả? Bột chi dầu hả? Ừ. Bay là sao ta? Bay nó không có bay nhiều nhưng mà nếu mà mình chạy mạnh tay quá là nó tản tản ra hả? Nó bị rớt bột. Rớt bột ra hả? Ừ. Ok, để xíu anh làm thử cho em coi ha. Anh chạy bằng cục nào đó cho anh cho em coi. Ừ. Đây, lấy cái bột hồng này nè, thả ra đây nè. Kéo xuống đúng không? Để sát vào cái đi cầu nè. Ok. Nó đúng ra khi mà em đắp bột, em đắp cho nó gọn, đừng có chạy máy. Mình không chạy máy nhiều, mình chạy sơ sơ trên mặt thôi à. Dạ. Chạy sơ sơ trên cái cổ, mới là chạy sơ sơ hai bên cho nó ôm vô thôi à. Uh-huh. Này thấy hai cái màu nó ombre đẹp không? Uh-huh. Đâm ra là công ty chi giò có nhiều màu ombre cực kỳ đẹp luôn. Nè, đưa sát vào cái decal này. Em mới mua whole set của anh hết luôn đó. Đâu vậy đó hả? Mà em làm mà em đem chợ bởi bây giờ phải chạy qua anh hỏi đủ thứ chuyện. Ừ, sao đó? Có anh đây rồi. 311 mà. Đúng rồi. Cái này là phải xài cái liquid riêng của nó để làm ombre phải không? Liquid EMA. Dạ, đó xoay em đắp bột lên. Nhưng mà nó khô, lâu khô phải không? Đúng rồi, bắt buộc phải xài liquid EMA, hằng không là nó có thằng CND nó cũng. Tại vì nó cũng... em làm cái tiệm của em cũng xài không có xài cái liquid đó, liquid này. Xài liquid MMA phải không? Ừ. MMA thì nó khô nhanh lắm. Phải đắp lẹ lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, nó nhanh lắm, nó khô nhanh lắm không? Phải dùng no MMA mới được. Đúng rồi. Bắt buộc phải mua cái thằng nào mà EMA nó về xài. Ở đây cái bán liquid này không? Có chứ. Có chứ. Bán đầy hết. Đây, anh đang dùng cái liquid của mình đó. Cái gì cũng của mình hết. Thì bây giờ mình sáng ra mới gặp mình coi xong bây giờ. Còn em thấy anh mới biết bỏ cái liquid mà để đổi màu. Màu xanh đó hả? Đổi mấy cái màu nữa anh làm bông hoa chui đi luôn. À, có loại liquid màu xanh đúng không? Dạ. Mà mốt anh có thằng đó nữa. Ở đây không có bán. Chưa, anh chưa có ra nữa mà. Màu liquid... xanh hay màu hồng? Hả? Em nhớ màu hồng. Không, nó có màu xanh nữa. Màu xanh mà mốt anh có khoảng chừng 10 màu. Ừ. Màu xanh, màu hồng, màu tím, màu vàng, màu đủ hết liquid. Cái liquid đó gì phải không? Em đụng vô thằng nào nó đổi màu đó liền. Em đụng vô thằng này đổi màu khác, đụng này đổi khác, đụng này khác, đụng này. Em đụng vô bất cứ một thằng màu nào đổi thành màu khác hết. Lý do tại sao? Nó là cái liquid màu. Ông cầm gì mẹ? Không, em vô cái liquid clear nó đổi thành màu vàng. Nó không thành clear nữa, thành màu liquid màu vàng. Em vô cái silver cái này nó đổi thành màu vàng, nó có clear. Thằng vàng đó em đụng cái thằng vàng nó đậm hơn. Thằng vàng đó em đụng cái màu xanh lại ra màu khác nữa. Hiểu không? Vậy nó đổi cái một màu thành màu này ra màu khác luôn hả? Như nó mix. Cái đó mà bò. Lát anh làm cho em coi lại ngón mà bò được. Mà bò đó hả? Ok, để anh xin làm rồi. Lát nữa để anh làm cho em coi. Nãy giờ. Coi hoài là tới phải mình chứ. Đúng rồi. Nè, thêm cục cái này để ngay đây này, cuticle nhớ cái ấy này. Đúng là chi sò sửa soạn cũng có nhiều cái món hàng hay lắm. Cũng có nhiều cái hay lắm sau này. Liquid màu nè. Tháp cốc không bao giờ khô nè. Từ sẽ ra. Tháp cốc không bao giờ khô. Không, tháp cốc không bao giờ khô bên ngoài chai. Nhưng mà khô trên móng nhưng mà không bao giờ khô thì chứ ướt ngoài mọi chỗ. Không. Nè, màu xanh màu đen. Nó ướt ngoài luôn là chết người. Bây giờ mình làm hai cái màu này là hai cái màu bây giờ là ông màu. Nói ông kia chêm vô nữa nó hơi làm nó ướt hoài đúng không? Đâu anh đang làm ombre anh đang làm bò hả? Không anh làm anh làm kim tiến thôi. Đâu anh đang làm bò anh làm mấy kiểu khác nhau xíu à? Cứ mix màu vô cứ quậy miết vậy thôi.
Vậy thôi, có gì đâu. Ừ. Tại vì nhiều khi mình sợ mình không dám mix thôi chứ. Mình có dám làm hay không là anh thua mình hết à. Ừ. Mình biết cái màu đó nó ra như vậy thì mình cứ chạy thôi. Ông sáng tạo thử làm lên là đúng rồi. Em cứ em cứ bỏ nó lên là được. Tại vì phần cái bột đó dễ làm. Bột này đắp sướng lắm, em đắp rồi em biết. Đắp cái này là mê liền đúng không? Nó mịn giảm mê. Không ít khi nào mà có được cái bột như vậy lắm. Mình mà em đắp em được cái là em thích chứ không? Em đắp nó không có bị loang màu. Yeah. Em bỏ nước vô không làm màu. Có nhiều loại á. Em bỏ vô cái màu nó loang ra. Mà nó loang lên là em chán liền. Giống em thấy muốn làm rồi. Khai ao rài mà đíp cái nó bị loãng màu. Nó tự nhiên trắng trắng bệt lên. Ồ nó bị loãng hả? Khai ao rài. Chị đừng khai ra nữa, chi sổ đi. Đấy, thấy chưa? Mình có chi sổ trung thành đứng cái bên nè. Nhưng mà đèn của Kara nó mua đèn của nó đi. À, cái đèn nó rất là đẹp, đèn nó super đẹp luôn. Đúng không? Cái đèn nó là super đẹp luôn. Mình thấy tốt. Cái đèn Kara là đèn hơi đúng rồi, đèn nó khá đẹp á. Mà nó khô. Nó khô nó không có bị messed up cái ngón cái nè. Chị thử cái đèn của em chưa? Chưa. Chị thử. Sư phụ. Nè, em thử nè để coi. Không bao giờ mà ngón cái này messed up được hết. Cái đèn này 60 W rồi. Hỏi anh đi. Đèn CC đó. Hả? Dạ. Nó đèn CC đó. Không bao giờ mất tích rồi đâu. Hiệu CC. Hiệu CC. Đèn OPI nó quá dở. Ôi ôi ôi, đèn OPI hồi xưa chứ đèn OPI sau này nhiều lúc tròn thầm lấy nó. Cái đèn cũ mà cái cọng dây gắn vô đó. Một cái đèn nó bền rơi lắm. Màu đen á. Cái màu đen đó, cái đèn nó tốt. Đúng rồi. Mới đây mua 1 cái giờ. Em để lại cho thằng Cousin 2 cái giờ hối hận. Giờ kiếm đâu có đâu. Bây giờ em lên mua 500-600 không ai bán nữa à. Không biết là công ty khác, Chelsea là bên kia. Anh mấy cái này chấp của cái gì vậy? Bay chấp của Red có đầy đủ, anh có quay có chi sò bên kia còn. Anh có nhiều mình, lắm. Mình chỉ biết chi sò, hỏi chi sò mình trả lời không biết. Đúng rồi. Nè, bột clear nè ha. Đây đây, đây là em chuyển rồi. Nè đây là chị thốc vô xem muốn ấy rồi qua đây. Cái này là mó bồ phải không anh Giang? Ờ cái này là cái kiểu là mó bồ này không? Làm xong là phải đắp bột clear lên. Đắp bột phải có bột clear đi, không có bột clear vũ bay đi hết à. Thấy chưa? Các bạn cứ đắp luôn đi. Mà anh biết. Anh đắp rồi đúng không? Anh nói em mà cái đắp là ghiền lắm luôn. Dễ. Mấy cái màu này. Ờ mày giờ mình coi bên kia mình dip nè. Mình mix đây là mẹ rồi mình mix cái giống như mình mix metallic với lại umbrey cũng được, mình mix metallic với lại candy cũng được phải không? Helen. Mình mix cỡ nào cũng được hết á. Đây này nãy anh thấy là cái này là metallic nè. Cái này là glitter nè. Cái này là cái này là cái màu solid nè. Không, em thấy không anh mix cho tùm lum hết trơn này. Cỡ nào nó cũng ra hết trơn á. Tùy theo em thôi. Tùy theo em thôi, em muốn mix sao mix nó cũng ra hết á. Hello Cường fan em. Liliana Primus, Trần Ngân. Chào anh David khỏe không? Hello Captain Nguyễn em khỏe không? Hello nãy giờ anh sorry mấy em nha, anh không có đọc mấy cái marble nữa à, sư phụ đẹp quá. Hello Uyên Milan em đẹp quá. Hello Thị Thảo Thanh Mai, Khôi Nguyễn, hello sư, hello em. I'm using number 12, number 12 brushes, number 12 ok. Anh đâu kia ổng sư tổ, phải sư phụ nữa, sư tổ luôn. Có. Anh đi biết xong vậy rồi có dùng activate lên cho nó khô bột không? Không, cái này đắp bột mà. Đắp bột. Ồ chắc mày. Trừ khi em dip em biết activate đỡ. Maybe là tại vì do em xài cái liquid run cho nên bột của em đắp nó không khô đúng không? Trời ơi, có vấn đề gì đó mới vậy. Vậy nó bị vậy rồi. Là bột thường á. Em nói là bột thường cái gì? Nè, cái này bây giờ em vũ thoải mái đi làm sao mà nó bay vào bột của em được? Dip thì vũ bay. Nhưng mà đúng ra là không cần vũ nhiều nữa, em vũ sơ kia cầu vũ hai bên này thôi. Chứ mà làm sao mà bay bột được. Này nè, cái bột này nó khô, em thấy em rờ nó đi. Nó khô, nó không rờ rồi, tại vì do chắc do em xài cái liquid. Có thể là em xài cái gì sai, cái một cái gì đó không? Sai một cái gì trong đó. Rồi bây giờ mình qua bên đây, bây giờ mình dip nha mấy bạn. Cái này là mình đắp xong rồi đúng không? Cái này mình đắp, bây giờ qua đây dip nè. Ok, dip ombre, dip marble, dip hầm mà lành hết nha. Dip marble đó hả? Dip marble nữa. Dip marble trước rồi không? Đây, dip marble thì bây giờ như vậy. Dip marble thì bây giờ làm cho em một dip. Không ai thì xuống đây. Một lát làm cho em dip fan. Dip fan luôn nè, dip marble luôn nè. Rồi. Bây giờ là mình dip marble trước nha. Em mới ra nghề cho nên em mới ra được có tầng ra lâu cũng vậy. Mới ra nghề hả? Mới học nghề nãy thôi. Không ai xuống đây. Mới ra nghề vậy thôi, xin lỗi em. Xuống đây học thêm nghề. Đây. Rồi bây giờ mình muốn dip marble là như vậy. Mình phải tạo ra một cái nền. Ok. Đây cái là cái bột clear. Mình phải tạo nó cái nền của nó.
bây giờ đây mình sẽ dùng nó có thể dùng base dùng tháp được không ạ? À, em dùng base dùng tháp thì được hết, thoải mái. Cái này là nhớ nó gọi là natural set đó. Natural set ở thì nó sẽ bên em lấy natural, ở bên anh có bột natural hay là bột lifing gì đó. Nè. Nhớ không? Nhớ số bột nha. Học đi hai sếp. Hello Nguyễn Thế Tông. Cát đi các màu chi sổ đẹp quá luôn. Làm mà ghiền luôn á. Cát đi ghiền không em? Đúng rồi, chắc chắn rồi. Bột chi sổ là vậy đó, dễ ghiền lắm. Đây là đi hỏi nó đổ. Cái này chút xíu nữa mình sẽ làm ấy, bỏ lại đi. Ok, mình chạy số 1 xong rồi bây giờ mình qua tới chạy số 2. Ok. Mấy cái chai nó hay bị vậy. Nó bị vậy em bục nó ra, tại vì nhiều khi keo nó dính lại đó. Rớt nó hư nha. Nhưng mà mỗi lần sau khi anh dùng á, anh chỉ dùng nó chịu khó lấy cái acetone nó chùi cái mỏ nó đó. Đúng rồi. Đậy lại là không bao giờ bị luôn. Nè bây giờ ha, mình quét một cái lớp base mỏng ở dưới nha. Bây giờ là bây giờ như này anh đang tạo cái foundation. Là vì lý do đó, cái móng này nó dài như vậy nè mà em không có foundation đó. Natural. Natural. Chứ xin lỗi, clear. Clear natural giống nhau hết em đã thay được hết. Anh đang không gắn thép mà móng ngắn cái cần để clear không? Có cần phải không? Nếu mà dùng cái màu đậm như vậy thì cần bởi clear, màu lọt thì không cần. Nếu mà móng ngắn. Tại vì móng ngắn mình bỏ clear vô nó thì nó bị hơi dày. Thì đâm ra màu đậm, mấy cái màu đậm thì nên bỏ vào tại vì nó sẽ bị stain, còn những cái màu lọt thoải mái. À, tiếp tục này nha. Mình đang build cái foundation nha mấy bạn. Không thấy em. Ồ, nó cao dữ vậy. Wow. Đâu? Nghe em đâu? Wow. Hello con. 17 tuổi ha. 15. 15. Ôi ơi, 15 nó quá bự. Mấy chị thấy chị cao không? Tối nay em bắt nó uống sữa không mà. Sợ mất công lùng giống mẹ. Không, mới đến đây nó không có gì nào lùng bằng mình đâu. Nó uống sữa rồi nó ăn đồ này kia. Nó cao lắm. Bà cao hơn ba mà. Cao hơn ba, cao hơn mẹ mà. Không phải, tại ba nó cao, nó giống ba. Mẹ còn cao nữa. Mới 15 tuổi, mẹ còn cao nữa. Nè, thấy không mấy bạn, thấy không? Cao phết, cao mà bao nhiêu? Ông xã em cao tới 6 feet 1 không ạ? Ồ, 6 feet là cao quá trời. Siêu, nó bây giờ là 5 feet 7, 8 rồi ha. 5 feet 7, 8 là bao nhiêu tiếng Việt, bao nhiêu mét? Khoảng chừng mét 60 mấy, 6 mét 7, 7, 7, 7 là mấy rồi ha? Ồ, vậy ha. Nói mét không biết, mình chỉ tính ở đây thôi. Đúng rồi, mình không xài mét, ở Việt Nam người ta xài mét. Đó. Mình qua bên đây mình xài feet mới inch không à. Mình quen luôn rồi. Giờ cứ ai mà hỏi mét là thôi, nhiều khi không biết luôn. Sau đó mình phục vụ sạch sẽ đi này các bạn ha. Không phải đâu, cái này chắc sơn thử. Nó cứ ấy ha. Nhưng mình chút xíu mình còn đang làm mà. Mình chưa hết đâu. Tại vì nó cái anh nghĩ cái tag activator đó. Đúng rồi. Nè, tiếp tục này, quét nữa này. Tại vì giờ bây sao mình ráng mình phải tạo cái thằng này, nhiều khi mình phải làm tới 2 hoặc là 3 lần lận á. Tại vì cái móng dài mà. Dạ, làm gãy. Mình không làm mà mình không đủ cái foundation nó không đủ dày là gãy liền à. Bắt buộc phải làm cao vậy. Nhiều lần như vậy không? Đâu vậy quá. Bộ này mà nếu một màu anh lấy nhiêu? Dài như vậy đó ha. Một màu ha. Tùy theo dip dài thì dip dài thì vùng nó cực hơn là mình đắp nhiều. Mình đắp lẹ hơn chứ còn dip dài này là mình làm lâu lắm. Nếu em lấy 65-70. Một màu á nha, không phải design đâu á. Em lấy 80 luôn á chứ đừng có 70-80. Đấy nó giờ. Nhưng mà có cái là ai mình cứ nghĩ đi, nhưng nhà mình vậy là 40 rồi. Mình báo cho nó biết, mình báo cho nó biết là cái này mình tới là mình kỳ sau tới là không có feel nha. Tại vì nhiều con nó không có biết á, mình nó đòi feel là chết á. Tại vì nó không có feel được, tại deep không feel được. Feel cực lắm. Ừ. Sao em lại feel? Tìm em làm feel. Feel deep vậy luôn đó ha. Yeah. Có chừng nha, còn thằng có chừng bị phân gạch. Dễ bị phân gạch lắm. Feel khác màu là em vũ màu cũ ra hết. Tại vì em có bột ly ở dưới này. Phải ok. Nếu như vậy thì ok, có nhiều người không biết làm, người ta làm vào về bị phân gạch lên luôn. Em refill một bỏ 2 tuần nó tới. Không feel được ray á. Cái màu nó mỏng xuống rồi thêm màu khác lên. Đó vậy. Không feel một màu cũng được nữa, nó đổi màu khác á. Okay. Em cũng làm bí nó vô em cũng cho tháo. Tháo rồi hết à? Nhiều lần phụ xếp, nó nghe phụ xếp nó mắc quá. Nó mắc quá, nó nghe chữ phụ xếp nè. Bây giờ mình nhìn ngang qua mình coi cái độ đầy này, đây nó vẫn còn thiếu nè.
nó còn mỏng quá trời luôn, nó không đủ nè, thấy không? Thường thường ở chỗ này. Ngày xưa là chỗ này là cái mấy chỗ này nó cong cong xuống như vậy là gãy hết á. À, cho thêm lớp nó ngay đây nữa này. Professional quen rồi đó. Không có đâu, không có professional nhưng mà tại quen. Nhưng mà quen á thì đó, mình nói là mình làm, mình biết là mình quen. Có nhiều người người hơi chút xíu là người ta đã làm việc rồi. Mà có nhiều người mà phải đủ dài như vậy người ta mới làm được. Nhiều khi ngắn quá người ta làm được. Yeah, nhìn nó quy quy. Đúng rồi. Dạ bây giờ là em là không bóc đồ lên được. Không có đeo, chưa quen á. Ủa, cái foundation mình làm hai lần luôn hả? Hai, ba, ba lần luôn. Móng dài như vậy là phải làm ba, bốn lần luôn á. Làm xong như vậy không phải dũa đi nữa. Ừ. Chứ không phải là không. Không có nhà, không có baby ở nhà làm bắt anh đi làm trong bộ giống như mấy chị. Baby là mấy mấy tháng này? Mới có 4 tháng. 4 tháng em làm cái sếp ấy đó. Em làm cái sếp oval ngắn ngắn dễ thương. Ngày mai em mới làm gì không? Mai ra đi. Mai ra cho làm nhá. Nè, mấy bạn thấy giờ vẫn còn tiếp tục mình làm này, foundation. Đúng rồi. Đó thứ ba nhưng mà 3 rưỡi tại vì cái thằng kia chỉ là cái góc thôi. Đúng rồi, cái móng này không có làm rẻ tiền được tại deep mà deep dài như vậy. Chịu dài vậy nó tụi biết chịu chi đó. Cho nên dài vậy thôi tao làm đắp cho rồi. Đấy, đúng rồi. Chi. Đúng rồi đắp tụi nếu nó mà không có muốn ly quệt. Bây giờ là tụi nó không có muốn thích ly quệt đâu. Ừ. Thì bây giờ kệ nó chịu chi mình làm. Mình chịu làm. Nhưng mà mình sẽ chỉ cách làm để cho nó khỏi cái gãy. Yeah. Mà mình làm không phải là làm không đâu, mình làm design nữa kìa. Yeah, yeah. Mình sẽ làm design cho thấy luôn. Nó chịu chi mình chịu làm những cái gì hết. Đúng là nghề của mình mà ai chi là mình làm thôi. Chị chắc cắt mấy đen này không? Không, mấy trắng. Vậy nó vô. Ok. Mình bấy nó khoái điếc hơn là đắp. Rồi. Sau đó ha mấy bạn coi là bây giờ bắt đầu mình mới dũa xếp, mình làm lại từ đầu, mình coi lại mình mới dũa hai bên. Mình coi cái structure đều nó đều ra với nhau không cái đã. Ha. Bắt đầu mình mới tiếp tục mình deep tiếp. Đó, mấy bạn thấy không? Thì cái số 2 mấy bạn thấy là mình không cần cái chai số 3 mà nó vẫn khô như thường. Ừ, thường là phải bỏ cái số 3 vào nó mới vô đi được. Đây là mình không bỏ số 3, mình vẫn chạy như thường. Hello Nina em. Kylie, hello Mod, good morning em. Good morning. Good morning ở bên Australia. Hello Giset. Đúng rồi, cái Australia là bây giờ đang morning rồi. Đúng rồi. Anh biết cái này không cần bỏ số activator một lát luôn. Không em. Cái loại này là không có cần, cái loại base này là không cần activator, nó vẫn khô như thường. Đúng rồi. Chỉ có chi rồi mới có thằng đó thôi. Nhưng mà thằng đó hình như là không biết nhưng mà đúng là cái base nó không có cần activator, nó vẫn khô. Nghe nói bây giờ có cái hãng nó làm ra một cái chai. Ủa? Mà cứ bắt chụp hết thôi. Bốn đều là một chai. Ở mấy nhiên ngoài hả? Anh cũng nghe qua đó nhưng mà anh chưa thấy. Dùng một chai thôi, 1, 2, 3, 4 luôn. Ừ. Cái chai số 2, chai số 4 là ảnh dán tiếp được luôn á. Mấy chị có biết không? Dán tiếp với cái giống cái lớp glue mà. Đúng rồi, dán tiếp được hết á. Thoải mái luôn. Số 2 hả? Đúng rồi, số 2, số 4 thì em dán được hết. Em dán tiếp cả thoải mái luôn, dán cái là dính. Nhưng mà tại sao anh xài này mà anh không xài số 3? Vậy anh dán là số 3 để làm. Để chút xíu nữa anh sẽ chỉ cho. Bây giờ anh mới vũ xếp nè. Giờ anh vũ xếp này. Anh vũ cho nó đều chỗ này tại cái nãy giờ anh cái foundation nó chưa có, bây giờ đang build cái foundation xong rồi. Anh vũ cho nó tròn ra để bắt đầu anh deep tiếp. Không? Đó, đâm ra là móng dài mà em. Móng dài. Móng ngắn thì em làm rất là lẹ. Đâm ra móng dài á. Đắp là em bỏ vô cái là một cái là xong liền nè. Nãy giờ em đắp như kia, đắp nãy giờ mình xong rồi, mình đắp design đủ thứ luôn, xong hết trơn rồi. Nhưng mà thôi kệ, lâu lâu cũng có khách nó đòi mình làm cho nó. Có một số khách nó đòi thì mình chỉ cho nó làm thôi. Khách chúng mình không có giàu dài, ít làm dài lắm. Ít lắm hả? Ít. Còn em á, em cũng làm bột này để đắp mà em không chịu, em bắt nó phải bỏ đi vịt lên, ok hết. Đi mệt. Bỏ một quét luôn không cũng đủ mệt. Làm dip nó lại hơn. Dip mà móng ngắn thì vô là làm ăn tiền lẻ. Dip móng dài là chịu khó, không có. Nói chung mất thời gian mình thì mình lấy tiền thêm vậy thôi. Vậy hả con? Đây. Anh thấy rồi, anh, sau đó anh thấy lâu quá, anh chỉ làm 5 ngón cho mình thôi, thấy không? Mình không có biết không. Bây giờ mình qua bên đây ha.
mình nếu mà mình làm cái món này mình làm marble này thì bây giờ là tiếp tục lại như vậy, mình sẽ lấy cái chai số 2 nữa, nhưng mà mình nhớ là mình sẽ dip vào cái thằng màu trắng, cái nền trắng này, đúng rồi, super white này. Lúc nào mà món mà có phải dùng màu trắng này? Đúng rồi, màu trắng này là cái nền. Tại vì nó không có nền, nên nó lên không đẹp. Mình phải bỏ clear lên trước rồi mình tạo cái foundation. Anh đang tạo foundation cho nó. Giờ anh làm cái lớp này nè, nhớ cho thiệt mỏng đi sát vào cái nếu con. Nếu không có gắn tip á thì mình có thể đắp thẳng cái super đúng, white lên. Đúng rồi, được em. Cái natural. Nhưng mà em phải đắp cái, em phải dip thằng trắng vào. Dạ. Ha. Úp vậy nó cho nó dễ vô. Ha. Ha. Đó là thằng trắng một lớp ha. Làm hai cái marble đi. Nhớ không đi sát vào cái đi cầu ha. Hai đứa con em ha. Dạ. Mấy tuổi rồi? Con chị. 7 tuổi. Cả hỏi con em. Em 7 tuổi ha. Kiểu ha. Còn em thì con mấy tuổi bác hỏi kia. Cười. Cười. Năm tuổi anh. Anh đẹp trai vậy sao? Đẹp trai. Giống cưng vậy sao? Nè con. Nè. Cái tiếp tục này. Em nói em chả đi mua đồ chơi mới đi theo em đó. Ví dụ. Không tốt lành gì đâu, đứng ta công tình, đứng ta mệt mỏi lắm á. Thì con ngồi xuống con chơi đi, con ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, đâu cần đứng đâu. Điều này là Long có kiếm cái phòng cho nít nha không? Thiên tài đó. Mình dip mà chỗ đó hoài cái cuticle có dày không anh? Không, mình không có đưa vào cuticle, nãy giờ là mình đi sát sát không à. Mình không dám đưa vào sát, mình đưa sát vào nó cuticle là nó dày cu lên rồi, thấy không? Yeah. Mình thấy nhìn qua này, ngoài này dày nhưng mà trong đâu có bột đâu. Đó, như vậy lát mình vũ nó mới tròn, nó mới đẹp được, chứ không thôi là nó dày lên là mình vũ cực lắm. Không vũ được. Làm hai lớp rồi ha. Hai lớp này. Rồi, hai lớp này xong, bắt đầu mình cũng lại vũ lại cho nó tròn lại trước khi mình làm marble. Ừ. Nó khô liền cho mình ừ. Đúng rồi, nó khô liền cho em vũa chứ không là nó đang on sale á, mua đi bà con. Nó không bỏ còn hình như có còn một chai. Một chai còn có 4 đồng mấy à. Xạo lắm rồi. Hôm nay còn có 4 đồng mấy hả? Rồi ừ, anh nói luôn á. Không, nhưng mà quan trọng là cái này còn không chứ chưa thôi. Ổng sạch hàng luôn em hỏi. Sạch hàng hay quá. Sáng giờ mua sạch rồi. Em đang rồi. Bây giờ deposit để giữ giá. Phải không? Được phải không? Hỏi ảnh kìa. Này đâu này. Ảnh bán 4 đồng mấy mà. Mà ảnh đưa mình 4 đồng mấy thôi sao mình bán? Đó. Thì đó. Nhưng mà cái cỏ nó bị hư vậy còn sao mà. À cái cỏ nó bị cứng hả? Em làm cái cỏ nó bị cứng rồi. Nó cứng, cứng thì bây giờ em phải ngâm cái miếng chai. Em ngâm có cái chai brushly này em ngâm nó vào. Chai có liền ngâm vào thôi là đã hư. Thì sáng này nó lấy cái cỏ brushly nè. Có số 5 á. Này vũ sơ sơ qua bên này góc này ha. Ủa đi hết rồi anh. Hết rồi. Mua đi đặt cọc đi từ sau ta lấy. Ổng có mấy chai à, đâu có nhiều đâu không? Bự nhiều lắm chứ, người ta mua lắm. Anh đi vậy? Không, nhiều. Được không? Chứ giờ hết hàng rồi, em nếu em muốn mua cái đó em mượn sẽ trả tiền trước rồi, từ sau em tới lấy. 48 hả? Không có van check nha. Bóng dài. Không có PO nè, thế. Sao? Trời ơi, đem lịch bác hàng nó đem hàng đó. Có chứ, đem có chờ chứ mà không bán dữ qua bán sạch rồi nha. Mà làm marble. Nè, bây giờ hai cái ngón này là mình làm marble nè. Ok, làm marble thì mình phải hy sinh một cái nắp. Nó dài thôi. Chứ thường nó ngắn thì mình phải hy sinh một cái nắp. Hy sinh một cái nắp này đây này. Càng dài thì càng nhiều. Thường thường á mình có một cái nắp chisel sử dụng ra một cái đồ hứng, đồ dip á. Deep được luôn, marble được luôn. Nó có hai máng lận. Nó có cái máng nhỏ để cho làm marble được luôn. Nó vừa đủ marble chứ có còn bây giờ mình làm tạm ở đây mình thảo hạ ở đây thôi nha. Mình không có cái thằng này. Cái gì cái này làm marble hả? Làm marble này hai cái này làm marble mà. Thì anh làm sao có sparkle cho em đi? Thì nó có sparkle được mà thấy cái này trắng này. Lấy về em rồi em cũng mua chứ rồi đóng luôn rồi không biết là màu nào mà có để mình biết lên rồi đấy. Đây đầy đủ hết không sao? Không thiếu gì hết. Nè marble.
Một trắng là mình bỏ luôn hả anh? Thì đó là năm mà bò mà. Là bỏ đó. Trời ơi. Nếu mà làm 5-10 ngón thì mình ok. Nhưng mà cái này sao không? Anh không có đồ hứng, cái này nó bự quá. Nó đúng ra là em có đồ hứng kìa. À, hơi lỡ rồi. Sâu rồi, sâu quá. À, cái đồ hứng kia hơi sâu đúng rồi. Có đồ hứng kia nữa, thấp nữa. Đồ hứng của SNS nữa. À đúng rồi. Đúng rồi, em mắm này, em chút xíu tiêu nè. Tiêu này ha, bỏ tiêu vào. Sao chưa? À, chút xíu tiêu đen nữa này ha. Rồi, bột ngọt. Đâu, không thấy ớt rồi. Bột ngọt đây. Đó, ớt xanh đó. Ớt thì cho trái ớt vô đi nha. Ông đặt trái ớt, cho trái ớt vô vô nha. Đây, ớt đây, bỏ ớt vô luôn. Này, ớt là sriracha nha mấy bạn. Này, ớt sriracha này ha, rắc đó ha. Muối, tiêu đầy đủ ha. Đấy, bạn ngoáy nó vài cái. À. Sau đó bạn xách lên cái này đó. Thì nó sẽ ra hai hoa văn. Em thấy nhưng mà đi ra mua chai Marble của em làm lẹ không? Cái chai Marble hả? Cái nước sơn gel hả? Nước sơn gel á, xong quậy cái Marble mà. Cái này thì cũng hơi lâu đúng không? Cái này nghệ thuật. Này kéo nó vào này, để sát vào này ha. Thì cho ăn tiền nó, cứ việc là ăn tiền nó là ok mà. Sau đó để ngược móng lên như vậy này ha. Rồi mấy bạn, ịt nó vô đây cho David nha, ngay góc nào đẹp mình ịt nó vào. Rồi, nó giữ đó rồi lấy nó ra. Đó, một góc ha. Trả lại bên đây lại nè. Đó. Bên đây mình làm màu đỏ nhiều hơn xíu nha. Mình lấy cái góc nào màu đỏ nhiều hơn nè. Ok. Lật ngược lại nè, tiếp tục nè. Giờ trên này bình thường 80, giờ thêm có marble nữa rồi thành 100. Rồi, tại vì nó muốn nè. Mình nói giá đỏ chứ. Nè. Ok. Anh này cho xíu màu đỏ vô đây nè. Ống phổi à? Không sao, anh lấy phổi đỏ. Không sao, lấy này thôi đó. Anh lấy xíu màu đỏ vô anh thôi, nó cho đỏ đỏ đi xíu này. Ủa này ra, thấy ok chưa? Thằng này ok, thằng này cho xíu màu xanh vô nữa đi nè. Xách nó lên này. Màu xanh nằm ở đây này, cái này xanh này. Đó, vậy thôi. Bị cục rồi. Sao? Này bỏ đây đi. Thì cái này xài xong là giục luôn hả? Nếu mà tại làm mấy ông bộ thì lấy nhiều. Tại mà nếu không anh giữ lại, đằng sau có người. Cắt đi. Cái này bộ chân. Không, nhiều khi qua ngày sau nó bị gãy móng. Nó bị gãy móng cái mình có mình. Mới quân ta chăm bỏ xíu. Nó chiếu giữ nó đi. Còn nếu không thì cho tặng nó luôn. À, tặng nó luôn. Để vô đây đi, mình sửa bỏ cái này. Nên canh chua gì canh. À, bỏ đi lông cho nó nhé, cầm về. Bỏ đi lông, khi nó cầm lại, nó biết đều hết trơn. Lấy 100 tặng nó bộ rồi nó khoái à. Nó giật test tay nữa. Nè, mấy bạn thấy không? Ok, đây là marble nha, marble xong rồi đúng không? Bây giờ mình qua bên kia mình sẽ làm ombre nè. Đấy. Cái này bỏ clear lên anh. Có em phải bỏ một lớp clear thôi là nó bay mất. Ừ, chút xíu nữa anh bỏ clear lên. Nhớ lắp các fan cho em nha. Different ha. Different thì bây giờ đây, nó có cái thằng này nó kêu là cái thằng Different. Đây. Different thì bây giờ mình chơi em này. Sắp cái bột nó đừng có răng cưa anh. Phải không? Mình chơi em này trước đi. Bắt em cho em này giữ vô đi. Ok. Bỏ cái lên nha. Rồi, bột đi hết rồi. Chưa. Giờ anh Deep French rồi, anh cho cái thằng này vô trước cái đó. Deep French xong hết rồi, bắt đầu anh muốn quấy gì anh quấy. Muốn làm gì anh làm. Ừ. Coi cái fan này. Ồ, pin lên hết luôn ha. Móng dài mà. Móng này móng dài quá thì đâm đây em thoải mái đi. Tại vì nếu mà móng ngắn là em đưa cho thằng fan vô. Nó làm kiểu khác đó, tùy theo móng, tùy theo kiểu. Thằng này nó dài thì đâm ra anh đưa thằng này xuống, anh muốn lấy cái nền này thấy chưa? Ừ, anh muốn build cái nền cho nó dày lên nè. Chứ có gì hết trơn á. Nha, móng dài mà tha hồ đi. Ok, cho thêm lớp nữa nè. Đây là French phải không? French chứ, đây làm French chứ. Móng dài. Là một ngón thôi ha. Thường là móng ngắn á, là mình đưa thằng này thằng trắng vô trước. Nó có thằng OM18B. Ừ. Như này, mình chứ mà không xài cái trắng này hả? Không, xài trắng này xứng trắng này chứ. Ừ. Cái thằng OM18B mình dip một cái lớp vừa vừa mình dip một cái lớp clear vô. Lấy nó ra.
mình quét cái base vô, mình dip vô cái thằng trắng friend, rồi mình lên ngược lại mình dip cái thằng OM18B lên. Xong xong khi mình phủ bụi đi, mình quét thêm một lớp base mỏng nữa, mình dip cái thằng trắng vô, mình đưa cái thằng mình dip, mình đưa cái thằng ấy vô, mình đưa thằng clear vào. Không có mở máy lạnh không, quá mồ hôi quá rồi. Nếu mà bỏ cái thằng như vậy nhớ. Bây giờ không có chân ngắn chân dài, chân ngắn không mà buông. Chân dài chứ còn chết nữa, chân ngắn không đã chóng mặt rồi. Hai ngón ma bồ đó ra vậy đó, nhưng mà nó rất đẹp. Còn hai ngón ma bồ này này chút xíu nữa đó, nếu mà mình cảm thấy mà mình muốn tạo lên những thêm những cái ma bồ nữa đó, mình vẽ thêm những vài đường nữa, mình cho nó ra, mấy ma bồ nó sẽ chạy đẹp hơn đó. Đúng rồi, em vẽ cái gel đen vô, nó sẽ ra rất là đều. Gel lan ở gel lan hay là em vẽ gel đen cũng được. Chút xíu anh chị vẽ thêm cho. Đó. Này, ok, bây giờ là lấy cái màu deep French này ha. Làm lại này. Nhớ là muốn deep cái French đó là không cần sạch hũ gì ha. Không. Nhưng mà cái này deep French này em nhớ là em đưa cho nó gần gần, đừng có để cái đầy hũ quá. Em đầy hũ quá là em deep không có được. Xa camera quá kìa. Rồi. Này, quét cho nó đều và cho nó mỏng nha mấy bạn. Thật là mỏng nè, thật là đều vô. Sau đó mấy bạn xách cái thằng này lên giống như này. Mấy bạn giữ đó, mấy bạn đưa nó vào. Cái này cái bột này là không có răng cưa phải không anh? Không, có nhiều bột nó có răng cưa dưới. Đúng rồi, cái thằng hãy đưa nó xéo xéo vô phải không? Cái thằng đúng là bị ha, dạ. Tại vì nó SS hồi xưa tốt lắm á. Em xài đó. Nhưng mà sau này người ta bị không biết tại sao bị, chứ hồi xưa SS là rất là tốt, number one fans luôn á. Khách vô nó hỏi, nó làm tiếp mình cứ hỏi có làm SNS không à? Đúng rồi, tại vì nó không hiểu. Đúng rồi, cái hiểu thôi. Thì cũng giống như salad vậy đó. Cái vô hỏi mình cứ chỉnh lại cái này không phải SNS. Đúng rồi, đúng rồi. Mình chỉnh nó cho nó hiểu. Mà nó làm sao nó công nè, đưa lại nè. Cái fan này cũng smile line mà đẹp thì nó. Đúng rồi, nó quan trọng là cái smile line. Smile line. Đưa cái hũ. Không cần cái hũ không anh? Có, không sao. Chưa phụ à, không cần. No, nhưng mà mấy người học thì chưa có rành. Chưa có rành thì người ta đưa cái hũ vô là đó, nó. Đó, cái hũ đưa mượn cái hũ cối. Là nó vô là nó dính liền. Cái hũ bự á. Hũ bự hay hũ nhỏ? Hũ bự, hũ SNS đó anh, cái hũ này deep sâu quá, nhìn hũ. Xong nó mới cong đẹp. Nó quá sâu. Thử ơi, tôi mua cái hũ ông mà hũ bự sự á. Cái gel line, smile line của nó đẹp lắm. Nó không có deep lắm. Dạ, nó ngang như vậy. Thử đi. Trừ khi nào mà mình muốn ngang. Thôi anh đợi cho cái hũ thử thôi nha. Là làm khác đi, lát mình lại. Cái này sau lắm. Này thử nhưng mà cái này mình bỏ tay xuống mà. Cái này bán 5.99 hả? Bây giờ làm giống vậy đi. Cái này gì? Cái này đi. Okay, thử cái này rồi coi thử. Nè, đổi luôn nha. Quá sâu kìa. Cái này chị không sao đâu. Này mình giữ hoài mà đâu sao đâu. Cái này fan mà quấy thôi mà. Thì cái này nó vô là nó đưa tay vô này thấy không? Nó đưa vậy nè. Còn nó vô nè. Nó theo cái bàn tay của nó. Anh thua cái mình thua cái coi đó thử không, không được hả? Không, khó lắm. Khó lắm. Biết sao á, thấy kỳ kỳ vậy ta, đưa lộn hay sao á. Không có, cái móng của mình nó tại hơi móng dài. Móng nó cong á. Móng của mình nó dài chứ không sao, coi. Không đủ độ cong. Cái này thì nó chệt nè. Đúng rồi. Đó, cái đó được đó. Đó, chị cũng có cái đó, chị cũng có cái đó luôn. Thử coi cái nhà có cái đó. Em có đó. Cái này ra lại. Cái này trời quá. Quá sâu nhìn. Rồi cái điều này return. Chứ lại. Trời ơi. Là nhìn không có được thẩm mỹ chứ không. Cái này bà quậy tôi quá. Tôi đổ giống với bà này. Quảng cáo rồi. Quảng cáo rồi không được. Quảng cáo rồi. Cái này không. Cái này không. Cái này không. 599 hả? Rẻ vậy. Ừ. Rẻ thiệt. Cái đó phải cho free. Cái này hay cho cái kia free luôn. Cái này hai chục cái kia 599. Mua cái này tặng cái kia. Em mua cái nào cũng này vậy à, cái ngón tay đó đâu có vô được, thấy chưa? Cái này đẹp quá. Mà nhìn nó thấy nó gọn gọn cái tay hơn ha. Kia nhìn thô quá. Không được thấy nó dài quá, móng nó dài quá. Ờ,
Vậy là sao làm cái hũ bột bê được không nè? Vậy là sao cái hũ bột bê được? Móng của mình nó dài quá. Đó được kìa. Chưa phải xem sao. Ok, móng của mình nó dài quá thôi chứ sao hết rồi. Chơi lại cái nữa này nha, phụ bột đi nha. Ờ, ok. Cái hũ bột đi. Cái màu dài quá nó bị vướng ha, vô không được. Bởi vì nhiều em trên dài nhiều khi cũng bị vướng lắm á nha, không phải vô chơi đâu nha. Đó, mấy em trên dài dễ bị vướng lắm á. Ừ, vô nè. Hiểu mới cười. Rồi. Thấy không, mấy ông, bởi vì mấy em trên dài nè, nhiều khi lượt khèo lèo khèo quéo là vướng rồi thấy không? Cái qua mình muốn làm mấy lần cho nó đẹp bị ngang rồi, nó bị ngang rồi chứ có thể. Hình như hai lớp, hai lớp. Tại bả cái hũ đang đẹp, bả cũng cưỡng rồi. Tôi đang muốn thử. Tôi đang thử coi cái nào quốc. Mình thích quay. Thấy không, có kinh tiếng là đẹp chưa? Rồi, không sao hết. Kim tiến này là mình phủ nguyên móng luôn. Dạ. Bây giờ cái này nè. Một màu nè ha. Bây giờ anh làm ombre mà rắc đi. Ombre rắc nha. Đây, để cho anh này vô một màu cái đã. Thì em làm ombre rắc nhiều lắm. Lấy ra một màu cho nó khô đi xíu ha. Người mẫu của anh hơi khó à. Người ta đang học hỏi phải khó. Học là phải làm cho đúng không? Phải làm tới chốn đúng không? Rồi phủ bụi đây này. Nó đang nãy giờ là mình cũng đang nghiên cứu về cái đồ cái đồ đít thôi. Màu này ha. Màu này đẹp lắm à. Mới làm cho nhỏ hàng tháng. Phải không? Màu này là OM21A đó. Làm á khoái quá, ôm hung luôn. Phải không? Cái màu này hả? Màu này nó dán màu này. Ôm hung luôn mà. Hung ông hung ông á. Nó bàn tay nó tại sao? Làm được trả tiền rồi. Hung nữa. Chị lẹ quá. Mi đen chỉ có mi đen không mình á. Trời ơi, chị nói trước. Chị lẹ quá để cho ông hưởng thụ một xíu đã. Lâu lâu mới được ngày. Thường thường với cái hung là bị ghen đấy, hôm nay hôm nay không ghen. Em cho đi luôn. Cho đi luôn. Không biết nha, em đưa bằng tay mẫu rồi em lấy số 2 đó nha, đưa tiền trước nha, tiền sau lấy nha. Số mấy? Số 2. Số 2 mà không, không cái bàn này anh cứ chém để em chém. Không dám. Cái này làm cái nào cái gì em lấy nha. À, cái này base mà à, không cái này móng này làm cái gì làm ombre luôn hả? Gắt không không số 2 không có, số 3 là ok. Muốn gì số 2 không, tôi có rồi. Cái này kêu bằng gì quên rồi, nó kêu gì block gì á, color block hả? Color block. Ở nhà tôi đâu xài số 2 đâu, tôi lấy super glue á thì nhiễu lên nè xong. Ồ làm vậy tôi ới luôn. Đi ra ngoài Home Depot mua một bình gì có mấy đồng bạc. Chết rồi, đóng cửa supply đi. Đóng cửa supply đi anh ơi. Sao cái V-Line kia em mời anh? Cắt đó anh. Ừ. Thì cái V-Line đó. Coi công chúa anh nó quậy kìa trơn ơi. Đây có đếp chân không anh? Cái hũ này của ai có sẽ có anh. Điếp chân sẽ có rắc thôi chứ đâu có điếp đâu hả, chứ nó giờ cái gì mà cũng không có, không có thể điếp chân là cái gì, điếp chân á, giờ điếp tay giờ mốt có thể là làm cho điếp chân, điếp cái chân á hả. Trời ơi, tưởng như là điếp chung mà không, mình làm gì điếp chung với nhau hả, điếp chung giống như là skinny điếp của mình. Cái này nghe nè, muốn coi ông rắc cái ombre, cái rắc ombre đó hả. Ombre thì bây giờ qua bên đây để xíu, mình rắc ra bên đây không sao. Bây giờ mình cho thêm này thêm lần nữa đi. Anh phối màu mà càng chói chói càng tốt. Hối gì? Càng kim tiến càng tốt. Mà đi nhồng nhồng không ra. Ombre xong. Ê, cái chị này nói tìm chị có đếp chân kìa. Mắc thêm 10 đồng nữa. Nó rắc thôi, điếp điếp dơ cái hũ nó mất vệ sinh lắm. Mình rắc thì được. Rắc thôi chứ đừng điếp. Điếp khách nó khách thứ nhiều. Mà tốn lắm, hao bột lắm á. Mà dơ lắm cũng được. Tay mình đã thấy dơ mất vệ sinh. Chân nó phân gà. Chân đề nghị sơn treo thôi. Rắc thôi. Xanh này. Cái nào mà cũng kiếm tiền.
phải kiếm chứ, trời ơi, để mới đem qua tới supply cưng chứ. Đúng rồi, đi sai cơ. Chứng mà mới còn quýt. Chịu không nổi. Chịu không ta luôn, không ta người ta luôn. Nó muốn thì mình làm thôi. Ô chị này, chị nói chị đổ cái ly nhỏ. Chị làm đi chân cơ. Nó không mời đồng gì mình bán cho nó hủ bột đó luôn. Tặng hủ bột à? 10 đồng rẻ quá. Điếp cái chân hả? 10 đồng, thêm 10 đồng hả? Thêm 10 đồng. Ờ, thêm 10 đồng thì sẽ hơi rẻ. Hơi cực á. Tại mình mới điếp sao chưa? Thôi mình bán cho nó hủ bột luôn này. Bán cho nó hủ bột đó luôn. Chị này chỉ thôi, chị đổ cái ly chị làm. Ờ, vậy hả? Đổ ra cái ly cũng được. Chị thôi, chị đổ cái ly. Chị Anh Yên Nguyễn thì em đổ ra ly rồi em. Ờ. Tưởng tôi lấy nấm mình chân của nó thật chứ. Anh thì anh đổ vô cái bồn luôn. Anh nhúng hết cái chân vô luôn. Chị rắc lên chân. Ôi ba giờ lắm. Trọng cái ngón lên hơn. Lúc nào cũng trọng lên trên á. Đưa hơi đưa trên lên như trời. Cái này tay rồi, xin lỗi. Đưa cái này tay, xin lỗi. Tay với phải chân nha. Đưa tay lên trên trời. Giống như heo quay vậy. Đó. Đắp đắp ra đắp bột nổi nè. Đắp bột nổi luôn nha. Hai cái ngón mà bọn bỏ khuya chưa anh? Chưa. Chưa ờ bỏ. Bỏ nó vô cái đã. Bỏ nó giữa là mất luôn cái mà bộ. Nó bay mất cái mà bộ. Bay mất mà bộ nè, tốn công. Giờ là. Là bọn này là mò đồ về đưa cho khách rồi. Khách có làm luôn. Nhớ là nhúng vô cho nó giữ cái. Thằng này cũng phải cần có nha. Nó mà quậy gì hả bà? Ừ, thôi là nó sẽ mất cái. Cái kim tuyến. Ừ, nó mất cái này. Quậy gì? Được. Bông. Được, anh sẽ làm bông nổi cho em. Hồi nãy anh đang nói cái vụ hôm ngày qua mà bỏ ô em 18B sao anh nói lại. Như này, thí dụ bây giờ em làm thường ha. Em làm thường thì em bỏ cái bột clear vô cái tay thường em bằng trắng hồng. Dạ. Em bỏ cái clear vô trước, lấy nó ra. Dạ. Em quét base lên, em dip cái trắng. Em dip vô cái ô em 18B. Ok, rồi cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Sau đó em mới dip cái thằng trắng vô. Base quét base em biết thằng trắng, dip vô thằng clear. Rồi em cuối cùng em quét cái base, em dip vô cái clear là một lần cuối cùng nữa. Vậy là chỉ có một lần trắng thôi. Một nào hai lần trắng. Một một OM 18B một lần. OM 18B em làm một lần. OM 18B là đúng rồi. Đúng rồi, làm một lần. Thì nếu mà em làm như vậy đó thì sẽ không có cái màu OM 18B nó đủ đậm để nó cover mấy cái design cho em. Mà nó ra nó che được hết tất cả những cái xấu ở dưới. Nó che được hết. Rất là đẹp. Mấy cái này là để quét lên móng bột á. Cái đó là gel đó em. Mà phải bỏ bay lên trước phải không? Ờ, cái đó gel này em muốn bỏ bay thì bỏ bay lên trước. Đó là gel. Cái này là gel khớp á. Đúng rồi. Bây giờ vô set nha. Ủa, anh muốn đẩy này đó. Đẩy này là cái thằng này lúc xíu nó. Thôi anh lắp bột à, anh lắp. Thì gần xong chưa xong mà. Chứ nó xong hết rồi chứ. Thay rồi, ở dưới còn có đồ ăn không chị? Có nước uống nữa cơ. Nó xua đời nè. Làm cái bông ha. Cái này coi gì mình xếp ra đẹp lắm á. Mấy anh đợi em mấy giờ? Anh hả, tới đây khi chị nào mấy giờ? Bây giờ mấy giờ rồi? 5:30 à? Nó lên tới 7 giờ luôn. 7 giờ mới đóng cửa. Không thấy à? Ok, móng vô xem đã ghen bảo chồng lên. Bông bông. Hello em. Mới vô xem đã ghen bảo chồng lên. Bữa nay anh trai qua tới Úc
mê mua được luôn anh đi về bữa nào. Cái bông hả? Ok, xíu anh gọi em chưa? Hello bông bông em khỏe không em? Mới vô nghe anh nói bờ nó trồng bông lên, quay trồng chanh lên nè, trồng móng lên, móng tay lên, lúc mà rắc đó em nhớ phải trồng nó lên. Rồi bây giờ là mấy bạn theo dõi nè. Nè lấy cái xếp này không mấy bạn thấy không, lấy xếp này không, đi sát vô ha, đó vú như vậy trên mặt này không mấy bạn, vú sơ sơ hai bên hông này. Ok để lấy nguyên lại của ổng vô, chút nữa mai em với anh làm việc. Đây là cái đèn đó bao nhiêu anh Long? Cái đèn này 145 đồng. Cái đó là thử đi. Dạ, chị trả cho em. Cái này còn ngon hơn chờ mình để thử chị cho được cái nó còn không thôi, cái đèn này còn cái đó. Thử lại. Anh lấy cho em cá luôn đi. Bữa này à, mấy bạn thấy không, cái móng này là cái móng không, mấy em thấy không, chạy này, chạy xếp này, chạy xếp đây nào, chạy xếp đây này không, đó chạy này không, một tiếng rưỡi work cái nào rồi, không có cái máy này, em không có máy trên thị trường nào xài cả ngày được, 2 tiếng là cao nhất thôi, cái này tại vì 60 quá cho nên nó khô rất là lại, cái này á. Hai cái màu này ôm đây đẹp quá ha, không thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Này. Nè. À, cái xếp thì biết em thấy không, nó đi em thoải mái, em không sợ. Ừ, lấy đi em, nó đít thoải mái, nó vú em đưa vô nó sát nó thoải mái, nó không có sợ bị đứt tay hay là bị văng gì. Hello Un, hello Un. Để vô tiếp này ha. Mười ngàn chân mà mua vô có mấy chục đô phải không? Hai trăm là có hai cái chân. 234 đồng chín mươi ngàn. Không, anh chưa làm bông. Chưa làm bông nữa. Mấy bông 3D đây nữa không? Mấy làm bông 3D lên tay em, này. Khách em nó không đòi nữa. Chưa có nó là sao? Làm gì? 3D đó. Làm cái bông 3D hả? Dễ làm lắm em. Đó chị chưa? Thấy trên mạng em làm cái dễ cái này phải biết coi. Đúng rồi, dễ lắm em. Em đứng gần đây em chỉ cho làm. Làm cái gì vậy? 3D.
bơ đắp bóng này điếp cái này đắp điếp hả này điếp này bằng ai điếp bằng ai đắp điếp đắp mabo ombre rồi bông 3D nữa này, này thấy không đẩy xe này không đẩy cái xếp không đẩy này đó đẩy thẳng này lên nè ra cái xếp coffee này coffee mình đi thẳng như này là ngon nhất này mình qua bên đây em cào cái này xuống này đó nha yeah. Nhẹ nhẹ này vuốt hai bên này vô này vuốt hai bên vuốt cho nó chọn lại này thì nó thường thường nó phải ôm vô nó thon như vậy nó mới đẹp được cái shape coffin của mình rất là quan trọng. Cái này dip mình không hả? Nó vừa dip vừa đắp luôn. Cả hai. Làm được cả hai. Dip cũng được. Muốn rồi, lấy bột này ra muốn đắp dip dip. Muốn đắp bông 3D muốn làm gì được hết. Bột thoải mái lắm. Anh về hả? Dạ, chưa nhau anh tới đây nữa, cảm ơn. Okay. Có đá không? Có đâu? Gặp cái gì? Gặp cái trẻ chứ này, giết cái gái già đây nè. Đây, tôi móng rồi nè. Xin chào. Vậy? Nó có cái này trẻ luôn mà. Ok, ok, ừ, bye em. Anh sẽ coi livestream mỗi lần sau. Ok, em là Tina đúng rồi, Tina Nguyễn phải không? Trần à, Trần rồi, ok. Bye. Cái này rửa rồi nó mà chưa có cái chưa rửa không anh? Hình như rửa rồi mà anh. Cái này đâu? Này rửa rồi mà. Rửa sơ thôi à, chưa rửa xếp, chưa gì, cái này rửa sơ sơ trên mặt thôi à. Người ta đắp cái bộ. Hôm nay sale còn 12 đồng. 12 đồng hả? Dạ. Hai ao đó. Cái này sale 12 đồng ngày mai xem nhiêu? À ngày mai thì ngày mai vẫn còn 12 đồng luôn. Nhưng mà ngày mốt thì khác. Nhưng mà nếu mà lấy một like thì giá đặc biệt hơn nữa. 11. Mình còn 11 đồng nếu mà lấy một like. Bột này cháy hàng lắm, bột này hot lắm anh. Thường thường làm bột này người ta là mua dữ lắm á. Nó đang cháy hàng, không đủ hàng bán á. Tại ở đây mới thôi, đưa về mấy thành phố khác là nó cái màu đắp nó rất là đẹp, nó dễ đắp, nó không bị loang, không bị liếp, không bị đổi màu đó. Đâm ra phải có cái structure đây này không? Yeah. Em phải cái build cái móng mà dip mà nó không có cái structure nào, cái này nó hơi bị lõm vô xíu này. Yeah. Chút xíu là phải đáp dip cái bột clear lên trên nữa này, không thôi là nó bị gãy liền à. Anh cứ việc bắt TD đi. Nào, cover TD đi lên nha. Sẽ làm em mà TD. Làm gì xấu xấu em ưa che bỏ, lại. Bỏ cái gì đó che lại rồi khỏi lo. Bỏ TD lên ha. À, TD che lên. Em làm bông TD từng đúng. Hello em. Hello. Ủa thằng boy đây. Dạ. À chị về đi Jamaica cho nó. Đóng mới đóng xong. Em vậy hả? Làm được không? Quen hả? Là hôm nay là mua đồ luôn đi Kim. Thì mai mà đeo. Thì mai. Ngày mai chẳng có mua đồ lắm. Ngày mai hả? Ngày mai quên mất cửa quên. Không ở dưới đây hả? Mấy người thích là tới. Anh bán cái này quá chứ. Hai đứa rồi đó hả? Ba đứa. Ba đứa luôn hả? Làm sớm nghỉ sớm ha. Thôi thôi lỡ rồi. Còn sớ trẻ. Giống như đậu banh luôn. Tôi nghỉ luôn. Mỹ đẻ sợ mà mệt không ai nuôi. Ừ. Đi làm suốt ngày vậy. Nãy giờ có mang trả cho chị. Chưa thứ bao giờ. Đâu rồi. Ở ngồi nãy giờ mới bắt. Bây giờ chờ em bắt bóc quà. Chúc dẫn đi ăn kho fish nha. Ồ dạ, ồ dạ, 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 good, good. Dạ, kho fish lại. Mấy nay mình xong đóng cửa mình đi ăn kho fish. Được ạ. Ra hả ngoài? Ngon lắm, không có xuống. Ôi mà, đang kêu gì? Cưới mà không có em. Nổi. Ồ, bi hả? Bi dữ hả? Chết chào. Anh có nhiều con được. Anh có khác không? Anh ăn
Chị Hương kìa, không đòi đi xuống thăm chị hoài á, đòi nhổ đó. Chuyện nhỏ. Bướm to bướm nhỏ. Tôi nhổ được, mà tôi sợ bà gõ thôi. Nhưng ngỏng lên là ngồi nhỏ. Đem về chịu theo sự yêu cầu của khách mà. Khách muốn gì làm đó. Trời ơi, đem về thoảng nói thêm tôi đi nhổ bữa thì rồi cũng có dám không đó. Em không khe đó, em là không khe đó. Chờ không cây pho đầy mấy người kia. À, trời ơi, không có thở, chán chết mẹ. Muốn đi chứ mấy người đủ đi đó, đâu đi được đâu. Mấy người đi Florida hả? Đi Cancun hả? Ờ, đi Cancun hả? Ờ, ờ, nguyên đám đi chơi hết rồi. Nguyên đám đó ra là học hỏi rồi, hết sảy rồi. Ờ, đi chơi hết mất tiêu rồi. Ờ, nguyên đám đi chơi. Nguyên đám mùa này trên này chậm hả? Sao đi chơi hết chơi vậy? Không phải, tại cho mấy nhỏ đi học. Cũng bị cho chị đi học. Ờ, đi chơi hết. When are you going back to school? September 4th. You know Florida, they already came. They came. They already left. Oh, đi rồi. Vô học tuần trước rồi. Last week already. Oh, wow, early, huh? Yeah, they come. They come in early. Con em là mai nó lên đơm rồi. Ồ vậy hả? Mấy đứa? Ba đứa. Hai đứa. Bé này Úc hả? Hai đứa thôi, là đứa này Úc. Mày lớn quá trời. Mày lớn ha? Lớn này lớn quá trời đúng không? Cái nhỏ lớn ghê lắm. Là mình già. Đúng đi rồi. Viết cho cái bông đi. Cho nó về kìa. Cho cái bông hả? Ok để anh để cái bông vô ngón nào đây? Ngón nào cũng được. Đi cho em đi về. Ok anh bỏ bông vô ngón này đi. Rửa thằng này xong cho cái bông nha. Em cất cái số 2 rồi đó nha. Anh thấy người trả lên. Hỏi anh là ba chấm. Ba chấm đó là để kiếm người tình mà thân chân thật đó. Đúng không? Cái này nè. Trung Nam Bắc. Đúng đó. Người tình ba miền. Người tình ba miền. Ừ. Ông chấm ba chấm nó có đặc biệt gì của ông á. Hello. Chào anh. Hello. Cái đó hả? Yeah. Ok. Không muốn lấy màu khác không? Chứ lấy. Lấy gì đây? Màu á hả? Đi tìm. Đưa lên đổi nha. Đổi đi để khi. Kia là phim nào. Ôi cái này á, mày ghi số này đúng không dạ? 162 mà. Ờ, ôi tên á hả? Rồi, tên là bỏ tay luôn đó. Bên không được không? Ờ, tìm. Số chắc đúng. Đúng rồi, nhưng mà ở đây tôi. Số thôi chứ có tên. Chỉ nhớ số thôi. Ừ. Rồi bây giờ mình bỏ treo lên mình làm bông BD cho em coi nha. Lấy cái máy treo rồi. Ờ đúng rồi, ai lại xách máy treo đi đâu rồi, cho mình mượn lại đi. Cái làm vậy em TD là lúc nào cuối cùng? Lấy nó làm, đút được hết vô. Rồi, ok. Đây là đút hết luôn. Đút hết vô. Tận gốc luôn. Nó mới quốc. Phải đút tới nơi chứ không đút tới nơi sao được. Bém đâu. Đút đút như vậy, đút cái đó đâu có được. Phải đút vô tới nơi. Coi không? Đi vòng người chơi. So it's already paid for, you just exchange. Yeah. Mấy chị không làm hả chị? Không, chị đóng cho Nhật thôi. Sướng. Trời ơi, sướng. Có ngày không đủ thôi. Nếu mà sáng giờ thôi, hết mấy tiếng đây rồi đó. Đúng rồi, chủ nhật làm gì làm chứ. Không có làm được. Không phải đóng hết ngày em ơi. Thôi chị không nói. Tùy thì dưới trong mò nó bắt mình đổi ngày thì ok, còn đúng không? À, trong mò cái luật nó khó quá ha. Nó kêu chị không đóng thứ hai nữa kìa. Con họ không dám đâu. Gần tiệm Red Nail á. Ở 20 mai rưỡi. Ở 20 mai rưỡi bên đây á. Tiệm Red Nail là Red Nail tiệm của Hồng Long á. Gần supply đằng xưa đó. Vợ nó đó, đơn giản. Rồi bây giờ mấy bạn, hello Hương Emily, hello Tammy Lê. Nhìn không có Hương Emily. Nhìn không có gì. Hương Emily. Ok, bây giờ mình đắp bông tuy đi cho mấy bạn coi nha. Mấy bạn chờ. Lấy cái tay đó đây, em lấy cái tay đó ra đi. Đây.
cỏ đó đắt á. Đây, ở trong đó có, ở trong đó có bán cây cỏ đó nè. Nè, nó treo nó khô rồi đúng không? Nó hôi dễ sợ chưa? Ừ. Nhưng mà mai mốt nó có cái chai mà nó liquid á. Mình là mình nhỏ một giọt ở đây cái mình quậy lên cái nó bay hết cái mùi đi. Nó không còn cái mùi hôi nữa. Ừ. Nè, mấy bạn chờ cho nó từ từ nó loãng xuống, nó thấm xuống nha, thấm xuống nó bắt đầu mình mới ấy được. Hay anh David sao không ca sao nail supply vẫn chưa có màu solid. Ồ vậy đó hả, chưa có hả? Để anh hỏi thử coi, tại vì mấy ngày hôm nay cái kho ở bên đây nó di chuyển á. Đâm ra là không biết là có thể là bị chậm trễ là như vậy đó. Để anh về anh hỏi thử coi tại sao chưa có. Được em. Em dùng liquid. Cái thằng này thằng em nếu mà đắp bông tri này em dùng liquid nào cũng được hết. Okay. Dùng liquid khô danh cũng được. Không sao. Khô danh thì cái bông nó khô lại. Ừ. Nhưng mà tại vì cái thằng này nó là cái bông á, đâm ra mình làm ào ào cũng không sao hết. Đó nè. Biết gì đi mẹ, cái con này như mẹ thiếu hai cái quả hũ một đít số mấy mẹ luôn rồi. Ừ. Nè, thấm cho nó từ từ nằm xuống nha, nó nằm. Cái quan trọng là phải chờ, em phải chờ nó. Thấy không? Em vừa chờ em vừa đẩy này ha. Sang kẽ đúng rồi, sang kẽ. Em mới lật ngược nó lên này như vậy này, mình coi nè. Em lấy màu gì? OM 1A với 14, OM 14B. Ờ vậy hả? Có ở trong đó thấy nó có mấy cái màu đó. Cứ để cho cái bột từ 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 nó thấm xuống đi, nó lan, nó nằm xuống đi, mà kẽ nó nằm xuống từ từ. Cái mặt bột bắt đầu nó mờ đi, trong khi nó mờ đi rồi đó, em mới canh me nó này, khi nó mới hơi mờ đi này, em ấn nó ngay giữa cái này. Rồi em mới đẩy nó này ha, em đẩy nó ra. Không. Lúc mà nó còn ướt á mình đẩy nó sẽ trở lại cái vị trí cũ của nó. Nhưng mà cái bột nó phải vừa đủ á, em đẩy là đúng nhất. Cái wifi nó đẹp quá chị. À, thấy không? Đẩy ra nè. Hồi nãy anh đắp dip em cái fan fan dip không? Ừ. Super wide không? Sao? Dip wide, dip wide em, dip wide em. Nếu mà em bỏ super wide vô nó bị hơi bị răng cưa. Super wide là để cho thằng em đắp bột thôi. Marble thôi. Em marble đúng rồi, em marble em đắp bột ok. Ừ. Nhớ là lấy cái dip wide. Cái thằng SNS cái wide nó dip vô kỹ chị. Chị không có xài cái quay cái quay powder dip á, tùy theo nha, tùy theo có loại cái quay dip cũng được luôn á. Ủa mà dùng cái trắng nào vậy anh? Trắng nào cơ? Cái trắng mà làm cái bông này. Cái trắng bông này là lấy cái solid 24 đẹp nhất. Solid 24 nó siêu kim miêu quá. Nó dễ làm hơn. Không thì mình lấy, còn không thì em lấy cái thằng American cũng được nữa. American này Solid 24 được, hai cái đó là làm được hết. American chỉ là tên American. Nó đầy chữ American, tôi không có số không có gì hết nha. Như đó là đủ American thôi. Chị lấy không? Em lấy cho chị. Bé này biết đó từ lúc mà. Chị cần lấy này cái cây cỏ. Bé nào? Ai, sao không biết. Con cô ơi, mẹ hả? Giờ ăn hè đó. Ồ, ok. Giờ ăn hè dắt nó qua giờ chị bé ăn đó. Hồi xưa biết lúc đó. Biết hè rồi là giờ ăn hè. Hè nổi tiếng quá. Đây là nghe nổi tiếng rồi. Nghe tên là biết rồi. Cho nó ấy đi. Đi coi. Solid 24 hả? Solid 24 em. Nè thấy không? Chờ cho nó vừa Solid 24 American hai cái màu đó, hai cái màu đó em. Bỏ cái sparkle dưới giữa được không? Bỏ gì em? Cái bột sparkle đâu rồi? Bột nào? Leader hả? Cái bột sparkle nào, kim tuyến nào cũng được hết. Bỏ vô cho nó nổi ra đó. Đâu rồi, cái tiếng mà nó kêu rồi. Đây đây. Nào cũng được, kim tuyến nào vô nó nổi á. Kim tuyến nổi nha, kim tuyến thường vậy trắng vậy. Nè trắng này nó clear lắm. Nổi. Không có. Nổi không? Có đâu, để anh bỏ cái thằng này vô đi. Ờ, đúng rồi. Bột chiso này em đắp sướng không? Hay nói là làm đã lắm. Đắp quá sướng. Anh đắp quá sướng luôn đúng không? Đắp sướng mà nhúng cũng sướng. Đúng rồi. Nhúng sướng hả? Ừ. Đã nói rồi, ai mà đừng có xài bột chiso qua thôi. No, tại vì lúc trước là không có ấy đó, mi mốt chị xài hết rồi chị mới đổi. Chứ mà chị không muốn bỏ cái.
bột của chi sò. Cái này mà có làm nước sôi với treo là mua nguyên bộ được. Cái này nè. Chi sò. Nó chưa có ra. Anh chi và đít mà phải không? Anh đít nhưng mà anh sẽ có nước sôi nó từ đầu chắc tới cuối năm anh sẽ có. Nhưng mà chị cũng loại được là chị đắp bột được. Ừ. Chị đắp ít lắm, tiệm chị muốn bát ra đắp luôn. Tại không muốn chemical, không muốn liên quật nhiều, muốn đít thôi. 80% là đít rồi. Tại vô là chưa kêu vô đít hết đi. Tại vì không có thợ rồi bắt thợ tay chân nước nó làm điếp dễ hơn chứ dễ hơn là giờ kêu nó đắp nó không ai kiếm thợ bột gì khó giờ bữa nào bà chay đi bữa nào bà đưa thợ bột lên tôi để đưa chừng đến thợ bột không có kiếm được luôn chứ nó phải dễ kiếm nó kiếm không có mẹ bà nó tôi nói đi xuyên bang mà xuyên bang đòi ở nhà tôi mới ghê mấy đâu có chán nó vô chán rồi hương ơi gì cơ này hương kia kìa không hề đâu giờ này cũng ít gặp nó dạ mày ở nhà dạo này tụi em cũng ít đi chơi tại có mấy đứa con bận quá bắt quá nhà có con nhà đường ra gần đường ra xe lửa em hay là gần sân bay nó nhà em xế tiệm luôn nè. Ồ, vậy hả? Nhà em đây nè cái khúc này nè. Ờ, cái tiệm mà bên tiệm này luôn chắc có băng nhạc sống hay sao đánh chơi dữ đen thức dậy lại tiệm mới mở nữa à. Nó chứ còn của em phải đứa nào dễ thương ghê. Ừ, nhỏ con gái mới đẻ cưng lắm. Dạ, đã. Làm ombre deep nên dùng màu trắng American White hay Super White? Ombre hả? À, là em lấy cái màu American White nha em. Lấy mà em làm ombre, em lấy cái màu American White nó chắc phước. Nó đẹp hơn. Nhìn thấy hấp dẫn rồi, nó nổi. Ừ, đúng rồi. Sao anh không lấy mấy cái diamond của em là hàng tiến không á? Hả, hàng tiến. Nó sáng bự không? Ờ, đây có mấy cái là bỏ vô nha. Cho Phi còn đòi hỏi nữa. Anh cứ làm đi, em tính tiền account bà này hết. Cái gì giống như chẳng hạn như này, mấy cái hũ rồi gì đồ đó. Mấy cái hộp này kia tính rồi. Gánh hồi nào tính hồi đó. Chết mồm, em nói cái điều này là em phải trả sớm rồi đó. Gánh hồi nào vô là tính hồi đó nha. Cái này chú em chú mới. Nó nó muốn ngủ nó đòi về nãy về ờ có thấy ghét rồi. Oh my god đã thiệt luôn ta. Nó 4 tháng mà nó bự dữ vậy đó. Wow, nó tròn như là cái gì mà dễ thương dễ sợ không? Cái này là hình này là hồi 2-3 tuần trước thôi đó. Wow, đã ha. Bé này cũng con bé này nhỏ này cũng trông đẹp này lớn cũng đẹp nè. Bé cái mặt này uống nụ dễ thương ghê. Rồi, chưa hết có nọng mà nó nha. Hôm bữa ba đi học ba ốm nhờ mà chị Hương. Nay ba ở nhà ba uống luôn. Ờ ở nhà anh này không chơi ấy đó, tập thể dục á. Ừ, xong rồi con. Xong rồi là xong rồi tiền đi về. Đó, đây là cái bông BD nha. Ồ, đẹp quá. Rồi bây giờ qua bên kia mình làm xếp lại, kết lại. Đẹp quá chị Hương. Easy hả? Đúng rồi em. Nhìn cái gì đi về mình phát tuyệt hoài mới được. Em ngày mai ra. Em á hả? Em chưa biết cái tiệm xin tiệm không biết có ai không. Dạ. Có thằng khó đi đâu lắm. Tiệm mới mở mới mở đây tiệm gì còn khó lúc này sau đây ai cũng mở tiệm nhiều dữ vậy ta mở cho nhiều thợ không thấy đâu à dạ tiệm lông lấy hết rồi lông nào tiệm lông lấy thợ hết rồi chị em nó ngu lắm chị em kia nó tập cái khách vô vụ làm bột điếc không đứa nào vụ chị em vụ em làm mình em ngồi em làm từ sáng tới chiều cái lát hồi cái nó thấy em làm nhiều quá nó nói thôi chết rồi chuyển này chắc mốt phải đi làm học điếc thì đó 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 chuyên gia luôn mình dạy á thì không chịu học mình thấy mình có tiền á có tiền mình làm từ sáng tới tối thì nói chắc phải đi học điếc đúng không kiểu này mốt á mình khách vô toàn là điếc không mình đói đó để cho biết mệt dạ chị không chịu em đang muốn deep, chuyển qua deep hết deep là sướng nhất deep hết đi biết sao không có chemical deep là deep là sướng nhất deep là sướng nhất dạ deep là sướng nhất mà em ghét tháo thôi hà mà cũng ok em đến nỗi nhưng mà nếu mà không có tháo nữa vô bực ăn thì tất cả đa số 90% 95% mà bên Texas mấy cái tiệm Houston Dallas nó deep hết tiệm chị xin đi đó chị Hương đâu có xa cân đâu mà 80% deep đâu điếp nó đang nó không có điếp nhiều điếp nó đang vô không phải tại vì không quan chuyện không phải mình không dụ nó mình không nói dụ nó là nó không có điếp là tại mình không có làm tại không làm thì đó tại không làm nhưng phần tay chị Hương là lúc nào cũng điếp nói ô màu mày đẹp quá mày làm điếp hả gì ô thôi tay mày làm điếp rồi tao cũng bắt trước làm điếp theo nó lạ vậy nó thấy mình làm mình làm model cho khách hàng dạ mình đúng rồi mình xài nó thấy màu nào là nó làm màu đó
Em thấy dip cái màu hai lớp xong mới dip thêm cái clear lên nữa là chắc ăn nhất. Đúng rồi, vậy thôi hả? Đúng rồi, vậy thôi hả? Ừ, đúng rồi, dip hai cái nè. Anh đây ví dụ mà dip móng thiệt á, anh đây biết mình có cần dip cái clear trước cái mình đã dip màu yeah. không? Em nếu móng thiệt em giữ móng em bỏ một cái lớp clear thiệt mỏng cho anh. Yeah. Thì xưa đó đừng có làm gì là vàng càng mỏng càng tốt, miễn sao em có một lớp clear nằm ở dưới đó là cái bảo vệ rồi. Để bảo vệ cái móng. Rồi, càng mỏng càng tốt, không cần phải dày gì hết trơn. Quét nhẹ thôi, em quét. Mà chị em thấy chị Hương, mà mình bỏ cái một clear dưới cái mình biết màu lên á, nó lát thì không đúng. Mình không bỏ gì hết. Mình đúng rồi. Mình nói câu này là mà khách nó tin mình à. Nó nói, ủa tại sao tiệm mày có đắp bỏ clear dưới mà tiệm kia không bỏ nó? Tại vì nó không khắc khe real nail cho mày. Tao khắc khe real nail cho mày. Ồ, tiệm mày good quá, ok. Tại mình cái bộ mình nói câu đó đó thôi. Tại nó khắc khe cái real nail cho mày. Bỏ bữa con khách em nó biết nó làm đâu, có nó lợi cái em cũng bỏ cái clear cho nó. Cái nó mày làm gì hết tao vô đúng nguyên mày nèo. Cái nó nó no, mày cứ quay đi để tao làm đi. Khách cho nó ra mày à. Cái em làm ra cái nó khen quá trời luôn, gặp lại cái bộ này nó mịn nó mỏng á. Nó mỏng á mà mình đắp cho dù có 3 lớp 4 lớp mà nó cũng không đúng biết luôn. Bởi em thích á, em xài biết bao nhiêu hiện nay. Mấy khách nó khoái nghe. Mày muốn ngọt tao ngọt nữa. Khi nào Levis ra cái có xà lá không? Nước gel hả? Ok, có mở cái gel anh sẽ hú cho em ha. Anh lấy cái gel dưới cho nó đây. Ok, chưa gặp con chưa con. Dừng xong rồi con. Chị, I know, that's right. I know là. No more next time. Already hết real đó là nó mà thường mà anh chị bỏ mà chơi rồi chị khó xíu con, chú sắp xong trên đây cũng để mà chơi, trên đây thôi chị bỏ mà nó là mà chơi lấy thôi cái chân á, còn như nãy mình bỏ cái gì ơi, cái màu thường là con kiếm bên đây nè, con kiếm bên giờ chú Long, con kiếm này giờ chú Long. Đây 16 luôn hả? Anh, cái gì gọi đây 16 không? Muốn đi sụp lại bấm đi cái số, chắc cũng em đâu có biết đâu, còn biết ra đi. Cho em cầm tới, còn nghe bắt ký mặt lắm. Cái số là vậy? Em nhưng mà phải gặp ra cái nào mình lấy. Đâu, anh đưa đây coi. Nhớ là cái số, dễ lắm xuống rồi bóp bóp bóp. Rồi lên sau, đưa cho dễ lại cho anh ta. Đây là rửa tay mà. Rửa tay mà. Anh cho em xem độ dày móng được không anh? Ok, nhân duyên chạm chút xíu để anh bỏ cái thấp da lên anh cho em xem. Không có giấy nữa. Độ dày nè, độ dày nè em. Về phải giờ. Em thấy độ dày không? Không giờ khách ở đâu thấy vậy. Thấy độ dày không? Nè, đó, độ dày đó, như đây nè, thấy không? Đấy, đíp không á. Này đắp. Một bên đíp, một bên đíp bên đắp. Đíp. Này kêu bằng gì? Tuy đi hả? Tuy đi. Marble. Đây. Cái thằng này là cái thằng này đính đá tốt lắm này nha. Ồ vậy hả? Nếu mà cần đính đá lấy cái này ra đính đá này. Cái gì số mấy anh? Nó là base thôi. Cái base của Cái này là chuyên về đính đá.
độc độc luôn, đến không bao giờ rớt hết. Khách đi, khách đi 3 tuần trở lại đá vẫn còn dính y chang, không rớt đâu hết trơn. Cục bự như vậy cũng cục bự là chìm. À, hello. Đây nè, này này bill này, theo thêm này cục đinh đá không? Này bill này nè, Black Diamond. Ồ, để coi thử nó stay on bao lâu. Cho cục bự này luôn nha, để yên nha, không không có không có rớt ở đâu, đừng có lo. Chút nữa sao mình bỏ thớt vô. Thớt đi chung quanh đó. Thoải mái luôn. Anh David anh không có cái tấm poster của cái thằng này. Chi sao hả? Có chứ, không có nhiều lắm á. Em lấy không? Có không cho em? Có. Có. Dạ, mình, anh nhiều. Anh có poster của Chi sao. Còn có nhiều lắm. Có anh. Chi sao phải không? Cho em tấm. Và nó xoay giống như là phay đồng hồ vậy thôi. Thì cái cây của anh nó kịch, nó quẹo dữ vậy anh David. Tại vì bỏ vô trong ấy đó. Bỏ trong cái vali mỗi lần mà đi làm á. Đi anh rồi. Lấy cây mới không? Anh tính như tiền quả thôi. Hay quá. Tụi nó còn nhắn làm như mình giàu lắm ha. Không có tiền hết chứ, khổ ghê á. Làm như anh giàu lắm anh. Rồi. Bó tay. Yeah. Đút hết vào nha, đút hết vào, đút hết vào nha. Đút hết sâu vào. Ôi chết rồi, nó chân, nó chân. Lấy ra. Nó chạy. Vô. Cái đây mình. Đưa nó vô lại. Dạ, hiểu rồi. Cứ từng bỏ thêm thôi. Không sao đâu. Rồi, bỏ nó vô đi, nó cứng rồi. Cho chị Hương hũ đó luôn đi. Em có hũ riêng của em, hũ của thằng Thái. Chị Hương lại có cái hũ của cái tụi đeo chớp á anh. Anh đang xài của cái clue đeo chớp á. Anh chị dùng cái chai bill rồi có thằng Thái không, nhưng mà nó làm vậy nè anh. Bữa nay anh thử bỏ cái bi dưới xong anh bỏ cái thớt luôn, anh định lên anh hơn cái xong luôn cũng được làm này cũng được. Cũng được không, anh phải bỏ thớt cấu, anh bỏ vòng vòng cái nó dày lên. Đúng rồi, được, cũng được. Chị muốn thử coi này nó stay on bao lâu. Cái kia thì em không biết chứ cái của thằng Thái là trên tay vợ em 8 tầng luôn á, không nhúc nhích luôn á. Thằng này thoải mái luôn, thằng này khách đi 3 tuần trở lại gãy cũng ra. Anh bỏ gì vô nhỉ? Bay trước hả? Bỏ đi nè. Bỏ cái bay cái gel builder. Cái gel builder này làm nếu mà em làm gel manicure, gel color ở gì phải không? Nước sơn gel color gì? Em bỏ thằng base vô, em sơn hai nước sơn color lên, bỏ thằng này thấp vô. Em cho khách đi tháng trở lại chui xin nha gì. Nó đi tháng gì, nó đâu có tiền anh. Nó không phải đi 3 tuần thôi là không. Nó không, không, nó không có chốc. Không chốc luôn. Không có chốc. Đó. Đi thoải mái lên, không chốc là không chốc. Bỏ một lần thôi mà quét hai lần sơn lát lên luôn hả anh? Thì nước thịnh bình bịch nước sơn gel color em phải bỏ hai lần. Cái này quá hả? Cái móng này nè. Rồi cái móng này là bây giờ cái này là in style. Cái màu này là màu gì anh? Cái màu 31, vàng 31 và cái solid 15 15 màu vàng 31. Nè. Hai cái này là hai cái bây giờ đang in style mà nhiều người thích lắm. 31 với lại 15 ha. Anh muốn chơi cái gì đưa cái bó ghi xuống. 31 15 ghi xuống. Ghi đây luôn đi rồi để mẫu luôn. Ghi lên tay luôn đi. Nè. Tự nhiên đẻ nữa. Bị mất trí nhớ rồi em Hương ơi. Quên máu ra gì quên. Ồ, em đang hỏi về cái chê. Ồ, cái bút này nè. Ừ. Cái này hũ chân treo. Ồ, em cần cái này nè, đúng rồi. Đây có cái này không? Cái này không biết. Có cái cỏ nữa. Cỏ đã quá. Có đem không anh? Không biết. Trời ơi, anh tới đây mà anh không có đem hàng gì hết chứ. Nó no, có cái này là không phải là công ty anh có làm ra mấy thằng này. Cái cỏ này rất nè, rất hũ treo vậy. Em đang hỏi cái loại treo mà nó giống như không phải cái gì dễ mà nó giống như sợi á. Nó giống bây giờ nó mua đem giờ trên đây nãy giờ không có cái nó giống như màng nhện á, ấy xong có sợi á. Có sắp sửa ra rồi, có sắp sửa ra cái đó rồi. Cái đó gọi là gì anh? Spider gel. Đúng rồi, đúng rồi. Sắp sửa có rồi. Đó em cần cái đó đó. Anh có sắp sửa có bài spider gel. Spider gel đúng rồi. Mà bồ. Anh biết làm sao hả? Mình dùng em dùng liquid thấy alcohol cũng được, thấy con này nó lan ra này, không thấy nó lan đâu. Anh thấy nó lan đâu? Thấy nó lan đâu? Thấy nó lan đâu? Thấy không? Nó lấy liquid vô này ha, anh để vô này, anh làm cho nó lan này. Mình dùng cái loại nào cũng được, mình làm vậy nó cũng ra. Cũng ra hết, em dùng liquid, em dùng acetone gì cũng lan, em thấy nó lan đâu. Gel thường được không anh? Sao? Gel thường hay phải bắt buộc cái gel? Gel nào em làm được thế này, bây giờ bỏ vô đèn cho anh cái. Dùng gel xà lát cũng được. Cũng được.
cũng được thôi chứ giờ đợi hũ biết chừng nào. Anh cái này là gel luôn á. Cái này là gel. Nhưng mà anh sẽ sửa soạn có cái spider gel làm nó đẹp lắm á. Đúng rồi, đó, lúc chưa tới nơi. Cái bài là treo á, nãy đang hỏi cái vụ này. Treo gì cho nước à? Treo nước. Anh đi biết cái vụ này nè, nãy chị Hương đang hỏi nè, tại sao bây giờ chế ra cái này chi rồi không dùng? Đâu cái dùng cho tầng số 4 thôi. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Before bỏ cái thớt số 4 à, đúng rồi. Đúng rồi, anh dùng tầng số 4 thôi. Hương lấy số 2 nha, từ sau chị tới lấy. Tầng kịp không anh? Đâu kịp hả? Tầng kịp không anh? Không biết cỡ gì kịp không? Nhiều, giá nhiều. Không có hứa à. Ok, với giá của em đang... Cái đó là cái gì? Đang live stream về mấy cái... Mấy bộ nè, làm mấy bộ nè chắc lắm. Để tắt. Ok. Cái này nè. Cái này là Lan á hả? Không phải Loan, không phải Loan. Không phải Loan. Mấy cái màu này tự làm hả? Cái này liquid thôi à. Liquid nó rộng ra à. Em có thằng trai á anh sơn lên tự động nó lan đẹp lắm. Nó cái là gel lan cái gì phải? Dạ, nó gọi là gel lan. Cái đó là cái lan cái thằng tháp thôi. Dạ. Có cái cọ nhỏ giống vậy không lớn? Có. Con này nè. Cọ nhỏ đó thì không biết có không nhưng mà cọ xíu này nè. Cọ dẻ hả? Có, em mới có về nè. Còn một lông á. Này lấy nó đây. Đó nè, mượn nó nha. Bài em ha, có gì liên lạc em sau. Ok, mai rảnh ra nha. Cái bên cánh tay mình vô không rớt ra luôn. Anh nói rồi, anh nó không rớt đâu hết á, em có đeo đi em đỡ biết liền. Anh cho anh cục to vậy đó mà không rớt đâu. Hơi đen chứ, hơi đen nhưng mà không có cần chùi. Nó bóng lắm. Lúc này là người ta. Cái chai này bây giờ đây cũng không có hàng để bán. Bôi như vậy thì mình lấy bao nhiêu? Tùy theo. Dạ tùy theo vùng, tùy theo size. Cái vùng anh nói là bóng dễ sợ, ha? Nhớ là phải vuốt ra như vậy trước khi bỏ vào đèn. Tại vì cái gel khi nó chảy ra nó làm mất cái xếp của em. Đâm ra em vuốt nó lại khi em đứt nó vô lại cái là cái xếp lại là như cũ. Tại vì đang xếp coffin mà. Nhưng khi nó chảy ra nó làm dày ra làm mất cái xếp coffin của em đây. Bên hông vuốt về nó mất bên hông. Bên hông thôi. Cái này bột đít này, cái này bột đít thì phải cho cái thằng này vào. Chúng thôi nó bung hết. Còn bột đắp thì mình không cần. Đắp em không cần. Bỏ cái thớp thôi. Đúng rồi em. Bỏ cái thớp này ở đây chị này có bán không? Không. Chưa có. Anh nghĩ là chắc để anh coi ngày mai anh giúp anh gọi order coi. Cái này cái deep này. Ừ, cái deep ra marble này ha. Vậy cũng dễ hả, mình dùng gel hang cái mình đẩy acetone vô thôi hả anh David? Vậy thôi à. Nó lan thôi. Liquid hay alcohol cũng được. Liquid alcohol vậy nó lan hết. Nó đâu cần phải gel lan vô liquid gì đâu. Đẹp quá hả? Sao? Nhưng mà deep thấy lâu hơn nhiều hả? Deep thì cực lắm, deep thì làm marble thì nó vậy đó, nó làm hơn cực hơn thường. Này nó khô này không? Nó khô rồi nè. Cái này cái máy này bảo đảm guarantee là sẽ khô hết. Mấy cái máy kia bị ngón tay cái đâu gì chứ máy cái này là không có bị ngón tay cái. Ngón tay cái nó nhiều đèn đó. Thôi nó lên đi. Hiểu là CC thôi hả? Nó gọi là CC. CNC. Cái đó không quan trọng, nó hay kéo. Nghèo như thiệt quá. Cũng được, thấy cũng tốt á. Thường thường anh thấy là cái nó hay bị hư cái con cái lắm. Anh thấy bị hư con cái hoài bực mình lắm. À, kêu được coi rồi. Mình lấy cái loại oil làm nó mình chùi lên cũng được đó. Oil nào cũng được hết. Loại oil nào anh chùi được hết, không cần phải loại. Oil người ta rửa tay cũng được. Đúng rồi, được rồi. Miễn sao nó là cái oil thôi à. Nó không cần, nó quan trọng.
Cái diamond này anh bỏ thấp khớp lên nó không có mờ ha. Không. Cái loài nó không có mờ. Thì cái loài này bỏ đây mình lấy nó sáng. Cái thằng đây, cái thằng diamond này, thằng nó lát diamond mà kim cương đen mà nó bóng lắm. Nãy em mà làm dài đến nửa đã đó. Đúng rồi. Nãy em mà làm dài đến nửa này đói đẹp lắm. Bình thường. Nếu mà đẹp nguyên vậy thì đã luôn là xảy rồi. Ủa, sao mà đi làm? Làm được, quen rồi. Ừ. Chỗ này từ như giờ thấy ngắn nè. Ừ. Đẹp lúc gì nè. Em mà có thời gian mà mai làm hết. Em có thời gian ngày mai em tới sáng làm lại một em lạ biết làm gì đẹp không? Sculpture nail. Em biết sculpture nail không? Không có gì đẹp bằng sculpture nail hết. Sculpture nail luôn. Hơi lâu. Không có. Tại vì trước sau nó cũng vậy à. Tại vì nó làm dài kiểu này mà nó cũng giống nhau hết à. Đập hai khúc thì ok được, dài giống vậy á. Đẹp lắm. Cái sculpture nail làm ra nó mềm. Mai nếu dài thì 2 khúc qua thì ok. Rồi anh. Rồi ôi nó hết sảy luôn, làm model cho tiệm em luôn. Lát đây anh gửi cho em cái này nè. Cho nè, rồi nè. Quá đẹp. Nè mấy bạn thấy không? Cái màu này đẹp không mấy bạn thấy không? Cái màu ca, cái màu vàng mới là cái solid 15 này. Hello Trinh Kim em. Hello Lương Thúy Như. Hello Bruce Breda. Thấy cái màu này, mấy em thấy cái màu này sao? Cái màu này là cực kỳ, nếu mà làm nguyên một bộ màu giống như vậy rất là đẹp này. Màu này này, em làm hết một bộ nó y chang vậy luôn, nó uniform ra cực kỳ đẹp luôn. Anh thấy ở ngoài đẹp hơn trong phim. Ở ngoài nhìn nó đẹp hơn ở trong hình. Cái bàn nail này hả? Cái đẹp chưa? Ngón này đẹp à? Thấy không đẹp không? Cái ngón đó là đắp phi anh ấy. Ê, mắm kia đi đâu á? Mắm đó mà anh lương cho buồn, tôi làm có tiền muốn trả. Đây, chờ anh chút xíu để anh... Làm cái gì đó ăn bao nhiêu tiền? Tùy theo vùng, nhiều vùng nó ăn tới khoảng chừng, nếu mà nó làm kiểu này không, nó lấy nó khoảng chừng 90% đồng. Nhưng mà biết sao không? Người ta làm được vì lý do người ta đi tới một tháng người ta mới trở lại một lần lận. Người ta đang đi tới 3 tuần làm gì là phải lên chậm thì này coi này, cái màu đó này giống như là một bức tranh này không anh thấy không? Ồ tới rồi hả? Thấy không, nó giống là một bức tranh đấy, đâu phải là bộ đấy này, nó tự động nó nổi lên. Nó deep mà, cái đó là deep á, cái đó là deep marble đó. Hello em. Rồi nó giống như là một bức tranh vậy đó, chứ không phải là như không phải là ấy nữa này. Mấy bạn thấy chưa nè, nhìn này đã không, nhìn rõ này. À, mấy bạn thấy không? Cái này là deep này, thấy không? Thấy deep không? Này deep này, thấy không? Đó, mấy bạn thấy chưa? See? This is dipping powder. You see, this is all dipping powder. Rồi, ok, em mượn tay đó. Để chụp hình luôn nha. Nha bạn chờ xíu nha, để quay cho mấy bạn, các bạn em giữ tay về nha. Tay em đẩy nha. Đó. À, mấy bạn thấy không? Đúng rồi. Này, mấy bạn thấy chưa? Ok, bây giờ nha mẹ nè, baby xong rồi ha. David sẽ out trong cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Mình sẽ live stream lại. Bây giờ bên này là cũng sắp sẽ đóng cửa rồi. Đây vì coi như là xong. Đây vì sẽ chụp hình và post lên cho mấy bạn coi vào tối nay ha. Thì có những bạn nào có nhu cầu gì đó, bây giờ này mấy bạn giúp dùm cho David cái. Một là ngày hôm nay và ngày mai là ngày cuối cùng. Cái số điện thoại ở đây là số 5867227272 ha. Thì mấy bạn có nhu cầu gì đó mấy bạn gọi lại vào ngày hôm nay. Tại vì cái giá của nó là có 12 đồng một hũ thôi. Ha. Thì ngày hôm nay và ngày mai thì mấy bạn thấy là cái màu này nó rất, cái này là deep tiền nha. Một bàn tay deep và một bàn tay đắp, thì mấy bạn nhìn nè, một bàn tay deep là ở trên, bàn tay đắp là ở dưới. Thì ở trên cũng ombre được, ở dưới cũng ombre được, ở trên design cũng được, ở dưới design cũng được. Thấy chưa? You can do it either. Thấy không? Mấy bạn làm thấy không? Màu kiểu nào cũng được hết. Deep cũng làm ra design mà đắp cũng làm ra design. Không có giới hạn về cái design nha. Yeah. Ok, vậy thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye bồng bông em bồng bông em mai mốt em làm cái bộ này đi. Màu đẹp biết hơn này, anh thấy cái màu này đẹp này.
nail Việt anh ở Mỹ em, anh ở bên, hiện tại bây giờ anh ở bên Michigan. Nhưng mà nhà anh thì ở Florida, anh làm show bên đây. Ok, chào mấy em nha, bye.